Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Hiệp 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện toàn dân chuyển chức, Tử Linh Pháp Sư. Ta tức là Thiên Tai, tác giả Mạn Đồ Đích Trư, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 286, ngăn cửa, sát nhân. Long Vương bằng chứng trực tiếp cùng linh hồn trói chặt, không cách nào giao dịch cho người khác. Bằng chứng ngoại hình giống như là một cái cự long tượng đắp, gần lớn chừng bàn tay, khắp nơi lộ ra tinh xảo hai chữ. Lầm mặc ngữ cũng rất ít, hắc ma long lại vẫn biết rơi xuống Long Vương bằng chứng loại đồ chơi này. Không phải nói ma long điện chỉ biết rơi xuống long tinh nha, cái này vậy là cái gì? Còn là nói, có thể giết chết hắc ma long đội ngũ quá ít, cho nên mới không có ghi chép. Phỏng chừng chính là như vậy. Lầm mặc ngữ ở trong lòng nghĩ lấy. Suy đoán chính là như vậy. Ở ghi chép bên trong, trăm ngàn năm qua, hắc ma long bị giết số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ nó rơi xuống cũng liền mất đi ghi chép. Long Vương Điện phó bản, hắn nghe Bạch Ý Viễn đề cập qua đầy miệng. Thế nhưng cũng không nói gì cụ thể. Lâm Mặc Ngữ nhìn về phía Mộc Tiêm Tiêm, người biết Long Vương Điện phó bản sao? Mộc Tiêm Tiêm gật đầu, nghe nói qua, nghe nói là rất lợi hại phó bản, ở tuyên cổ chiến trường hạ tầng trong không gian. Khác thì không rõ lắm, xem ra muốn biết càng nhiều hơn, còn là muốn đi về hỏi Bạch Ý Viễn, có lẽ Mạc Vận cũng sẽ biết rõ một chút. Lâm Mặc Ngữ không có tiếp tục quấn quýt liên quan tới Long Vương Điện phó bản sự tình, lần thứ hai soát nổi lên phó bản. Phó bản bên ngoài như trước không người. Hai người một lần nữa thiết lập phía sau lần nữa tiến vào phó bản. Mộc Tiêm Tiêm thành thời gian ký lục viên, băng ma long phó bản, chúng ta dùng 33 phút, hắc ma long phó bản chúng ta dùng 9 phút. Lần này không biết muốn dùng mấy phút. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, lần này nhất định phải chậm một chút. Hắc Ma Long chi sở dĩ nhanh, bởi vì dùng hết cường binh kỹ năng. Hiện tại cường binh kỹ năng tiến nhập làm lạnh, tốc độ nhất định phải chậm lại. Chỉ ít chậm bao lâu, Lâm Mặc Ngữ cũng không dễ phán đoán. Then chốt còn phải xem Mộc Tiêm Tiêm có cho hay không lực. Nàng đánh xỉu kỹ năng, ở hai lần trước trong chiến đấu, không thể bỏ qua công lao. Có thể nói là tính quyết định then chốt. Nếu như lần này còn có thể. Lần thứ ba, bọn họ đối mặt Phong Ma Long. Cả tòa bên trong cái hang rồng cuồng phong gò thét, suốt năm không ngừng. Cuồng phong như đao, nham thạch vách động đã bị trà sát được không gì sánh được trơn chuột, dường như cái gương một dạng. Phong ma long cả người bốc lấy thanh quang, cánh một cái vỗ. Nó treo ngừng giữa không trung trung, cánh mỗi một lần vỗ, đều có thể bộc phát ra mạnh gió xoáy. Khô lâu chiến sĩ đỉnh lấy gió xoáy gian nan tới gần, tốc độ biến đến rất chậm. Thật vất vả tới gần, lại bị phong nguyên tố vững vàng ngăn trở, không cách nào chân chính công kích được phong ma long. Phong nguyên tố phi thường nồng nặc, biến thành từng cái mắt trần có thể thấy gió mang, quấn quanh ở phong ma long trên người. Dường như cho phong ma long mặc vào nhất kiện từ phong nguyên tố tạo thành khôi giáp, đem ngang nhiên xông qua khô lâu chiến sĩ toàn bộ chặn ngoài cửa. Phong ma long thuộc tính cùng băng ma long tương đương, thế nhưng rõ ràng so với băng ma long khó đối phó hơn. Nó toàn phong khôi giáp, so với lồng bảo hộ phiền toái hơn. Liền khô lâu pháp sư pháp thuật, rất nhiều đều bị gió to thổi lệch. Lâm Mặc Ngữ có loại không đường ra tay cảm giác. May mắn, nó công kích kỹ năng cũng không mạnh mẽ. Phong nguyên tố kỹ năng phạm vi rất lớn, hoàn toàn chính là bản đồ pháo. Mỗi lần công kích đều có thể bao phủ cả tòa long động. May mắn uy lực không phải rất lớn, cũng không thể đối với bọn khô lâu tạo thành đả kích chí mạng, Vu Yêu tướng quân hoàn toàn chữa qua được tới. Ta đánh cũng không đến ngươi, ngươi cũng đánh không chết ta. Khô lâu chiến sĩ dựa vào không qua, khô lâu pháp sư kỹ năng nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra một nửa tác dụng. Phong ma long cũng là không ngừng phát động công kích. Hết lần này tới lần khác cầm khô lâu cùng Lâm Mặc Ngữ không có biện pháp. Song Vương rơi vào giai đoạn giằng co. Mộc Tiêm Tiêm nói rằng, muốn không ta thử một chút đi. Ngược lại Phong Ma Long cũng không có chí mạng kỹ năng. Mộc Tiêm Tiêm có hài cốt bọc thép bảo hộ. Nàng toàn diện phòng ngự thời gian câu đào cũng đã kết thúc, lại tăng thêm bản năng chiến đấu, sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Mặc Ngữ cho nàng mặc bộ hài cốt bọc thép, ngươi cẩn thận. Mộc Tiêm Tiêm ừ một tiếng, trong mắt chiến ý bốc lên, bản năng chiến đấu phát huy tác dụng. Ở trong tầm mắt của nàng, cả thế giới phát sinh biến hóa. Phong nguyên tố hiện lên thanh quang, hình thành mỗi một đạo công kích, đều là có thể thấy rõ ràng. Mộc Tiêm Tiêm cực nhanh chạy về phía phong ma long, ở phong nguyên tố công kích khe hở trung xuyên tới xuyên lui. Có thể tránh thì tránh, tránh được nên tránh. Thực sự ở tránh không thoát, Mộc Tiêm Tiêm cũng sẽ cua lên trong tay đại chùy, gắng gượng đem phong nguyên tố cho đập tán. Lơ lửng ở trên ghế phong ma long trong mắt mang theo chẳng đáng, nó căn bản không quan tâm dựa đi tới Mộc Tiêm Tiêm. Cả người có toàn phong khôi giáp bảo hộ, ai cũng đừng nghĩ gần người. Mộc Tiêm Tiêm vọt tới phong ma long trước mặt, mãnh địa nhảy lên đột tiến.
Toàn Phong khôi giáp ông một tiếng bạo phát, kinh khủng gió như dao cạo ở Mộc Tiêm Tiêm trên người. Phong mà lòng nhãn mang chẳng đáng, nó biết Mộc Tiêm Tiêm nhất định sẽ bị thổi chạy. Không có người nào có thể đột phá nó Toàn Phong khôi giáp, cưỡng chế đánh bay hiệu quả, cũng không phải là nói đùa. Giờ khắc này, Phong Ma Long hiển lộ ra nó cao ngạo cùng với tự đại. Sự tình vượt qua dự liệu của nó. Hài cốt bọc thép đỡ được gió xoáy, cũng miễn dịch rất sở hữu kỹ năng hiệu quả. Bằng vào hài cốt bọc thép, Mộc Tiêm Tiêm gắng gượng đỉnh lấy Toàn Phong khôi giáp đánh bay hiệu quả, đỉnh lấy Toàn Phong khôi giáp cường lực thiết cắt, gắng gượng rơi xuống Phong Ma Long trên người. Cuồng phong như đao bùm bùm rơi vào hài cốt bọc thép, đánh hài cốt bọc thép két rung động. Mặt trên xuất hiện dày đặc vết rách, chỉ lát nữa là phải vỡ tan. Lâm Mặc Ngữ đứng ở phía dưới, điểm ngón tay một cái, lần nữa cho Mộc Tiêm Tiêm bù vào một tầng. Lâm Mặc Ngữ ghét nhất chính là giống như Hắc Ma Long cái loại này sức bật cực đại, liền trị liệu cũng không kịp kỹ năng. Đối với Phong Ma Long loại này duy trì liên tục tính mạnh mẽ, sức bật không đủ công kích, Lâm Mặc Ngữ căn bản không sợ. Mộc Tiêm Tiêm rơi vào Phong Ma Long trên người, giơ lên đại chùy. Kỹ năng, đánh xỉu. Phịch một tiếng, đại chùy nện xuống, Phong Ma Long không chút sức mẻ. Đánh xỉu hiệu quả cũng chưa từng xuất hiện. Phong Ma Long phát sinh rít lên một tiếng, hình như là đang cười nhạo Mộc Tiêm Tiêm không biết tự lượng sức mình. Như thế điểm lực lượng, căn bản đối với hắn không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Mộc Tiêm Tiêm cũng không có thất vọng, một lần không được thì hai lần. 5 giây sau, lại là một chùy rơi đập. Vẫn không có hiệu quả. Phong Ma Long lần nữa hừ một tiếng. 5 giây mới đập một lần, đây không khỏi cũng quá chậm a. Bên trong cái hang rồng cuồng phong thổi đến, vù vù rung động. Sở hữu khô lâu vô thời vô khắc không phải thừa nhận phong nguyên tố công kích. Lâm Mặc Ngữ đã làm xong chuẩn bị, tùy thời động thủ. Mộc Tiêm Tiêm lần thứ 3 động thủ. Phịch một tiếng, cuồng phong trong nháy mắt ngừng lại. Phong Ma Long ứng tiếng quẳng xuống, đập vào nó trên ghế. Trên người Toàn Phong khôi giáp cũng ở đồng thời biến yếu trở thành nhạt. Có hiệu lực. Lâm Mặc Ngữ nhãn tỉnh sáng lên, đã sớm chuẩn bị xong khô lâu chiến sĩ như lang như hổ nhào tới. Khô lâu pháp sư môn kỹ năng cũng rốt cuộc có thể không trở ngại chút nào đập tới. Thương tổn chớ chú đồng thời hạ xuống. Linh hồn hỏa diễm cũng đồng bộ tiến hành. Mộc Tiêm Tiêm cũng không có ngừng lại, một chùy tiếp lấy một chùy. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, để cho ngươi coi khinh ta, để cho ngươi coi khinh ta, hiện tại bị đòn a. Nàng có thể không phải đần, hoàn toàn có thể cảm nhận được Phong Ma Long cái chủng loại kia chẳng đáng. Khô lâu chiến sĩ nhóm dồn dập xông lên bộc phát kỹ năng, đại đao mạo hiểm hồng quang, cắt nhỏ còn thừa lại phong nguyên tố, hung hăng chém vào Phong Ma Long trên người. 5 giây thời gian, đối với người thường nói rất ngắn, nhưng đối với khô lâu chiến sĩ mà nói, hoàn toàn đầy đủ tiến hành một vòng bạo phát. Cũng đầy đủ khô lâu pháp sư tiến hành 5 vòng tập hỏa. Bắt lại lần này cơ hội, Lâm Mặc Ngữ có nắm chắc trọng thương Phong Ma Long. Không có Toàn Phong khôi giáp bảo hộ, Phong Ma Long ra chóc thịt bong, dáng rất thê thảm. 5 giây phía sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng long động. Giữa tiếng kêu gào thê thảm mang theo phẫn nộ. Ngắn ngủi 5 giây đối với nó tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn, gần như tử vong. Phong nguyên tố biến đến nồng nặc, Toàn Phong khôi giáp chỉ lát nữa là phải lần thứ 2 thành hình. Mộc Tiêm Tiêm một tiếng khẽ kêu, lại là một chùy đầu đập vào Phong Ma Long trên đầu. Phong Ma Long ngao một tiếng, sự tức giận của nó theo một chùy này, tiêu tan thành mây khói. Lại là 5 giây đánh xỉu, tuyên bố tử vong của nó. Lâm Mặc Ngữ thật sâu cảm thấy, Mộc Tiêm Tiêm kỹ năng này có chút biến thái. Đánh tráng váng xác suất quá cao, hơn nữa còn là đối mặt boss. Nếu như là đối mặt phổ thông quái vật vật, thật là có thể vẫn nhật đến chết, vô hạn khống chế. Hiện tại xem ra, Mộc Tiêm Tiêm cái này thu thập đại sư, đang hướng về biến thái phương hướng diễn biến. Nếu có người muốn cùng Mộc Tiêm Tiêm một mình đấu, tuyệt đối sẽ bị ngược khóc. Liên tục 2 đợt đánh xỉu, làm cho Phong Ma Long ở không có lực phản kháng chút nào dưới tình huống bị giết chết. 2 người một lần nữa thiết lập thời gian câu đao, tiếp tục soát bản. Một lần lại một lần. 2.3 tốc độ có nhanh có chậm. Lâm Mặc Ngữ đụng phải các loại các dạng Ma Long Boss. Độc Ma Long, Hỏa Ma Long, Thiểm Điện Ma Long. Trong đó Thiểm Điện Ma Long đối với hắn tạo thành một ít quấy nhiễu, kéo ước chừng 1 giờ mới chỉ có, mài từ từ đến chết. Còn lại Ma Long ở Mộc Tiêm Tiêm dưới sự phối hợp, đều có thể cấp tốc dọn dẹp sạch. Vẻn vẹn nửa ngày công phu, Lâm Mặc Ngữ đã mang theo Mộc Tiêm Tiêm trả trọn 8 lần. Có Mộc Tiêm Tiêm thu thập kỹ năng ở, mỗi lần thu hoạch chậm thì 6 khối long tinh, nhiều thì 12 khối. 8 lần sau đó, Lâm Mặc Ngữ trên tay đã có trọn 72 khối long tinh. Ở lần thứ 8 soát xong sau, Lâm Mặc Ngữ phát hiện phó bản nhập khẩu phát sinh biến hóa. Phó bản cửa vào khí tức bắt đầu biến đến không ổn định. Mạc Vận bay tới, phó bản sắp tiêu thất, tối đa còn có nửa giờ. Mộc Tiêm Tiêm vội vàng nói, chúng ta đây dành thời gian, còn có thể lại soát một lần. Lâm Mặc Ngữ suy tư nửa giây, lắc đầu nói, không phải trà.
Nói, vong linh quân đoàn xuất hiện ở đại địa bên trên, đem phó bản nhập khẩu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mạc Vận thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là nghĩ. Lâm Mặc Ngữ sát ý bốc lên, ngăn cửa, sát nhân. Chương 287, Lâm Mặc Ngữ cái này sóng kiếm bộn rồi. Hiện tại phó bản bên trong cũng không thiếu đội ngũ. Ở nơi này trong vòng nửa ngày, có thật nhiều đội ngũ đều thuận lợi thông quan. Bọn họ ở bên ngoài cũng không có dừng lại, lần nữa truyền tống đi vào, soát được thứ hai. Một chi đội ngũ 12 cái thành viên, mỗi lần chỉ có thể rơi xuống 36 khối long tinh. Cho dù vận khí cho dù tốt, cũng chí ít cần soát hai đợt mới được 12 khối long tinh. Mạc Vận tính toán một chút, hiện tại phó bản bên trong, có chúng ta nhân tộc 20 đội, 239 người. Thâm Uyên Ác Ma 18 đội, số lượng 216. Long tộc 16 đội, số lượng 192. Long tộc cùng Thâm Uyên Ác Ma thêm đến cùng nhau, số lượng vượt lên trước 400. Lâm Mặc Ngữ trong lòng số lượng, tổ bên trên Mạc Vận, đồng thời hướng về phía Mộc Tiêm Tiêm nói rằng, nhớ kỹ thả pháo hoa. Mộc Tiêm Tiêm ừ một tiếng, yên tâm, một cái cũng sẽ không lọt. Mạc Vận kỳ quái nói, thả cái gì pháo hoa? Mộc Tiêm Tiêm cười hì hì, là của ta một cái kỹ năng, nhìn qua giống như là thả pháo hoa giống nhau, thì ra là thế. Mạc Vận chỉ là biết có thu thập đại sư như thế cái chức nghiệp, nhưng từ chưa thấy qua. Đối với thu thập đại sư các loại kỹ năng đều không hiểu rõ lắm. Nhưng là nàng biết, thu thập đại sư cũng không có gì lợi hại kỹ năng chiến đấu, chỉ bất quá thuộc tính mạnh mẽ một điểm, có thể vì toàn bộ đội ngũ mang đến cự đại tiền lời. Hơn nữa, số lượng cực kỳ hy hữu. Vì vậy, thu thập đại sư bị liệt là truyền thuyết cấp chức nghiệp. Lâm Mặc Ngữ đã làm không ba tốt lắm toàn bộ chuẩn bị, sẽ chờ phó bản tiêu thất. Mạc Vận cùng Mộc Tiêm Tiêm cũng làm tốt lắm chuẩn bị chiến đấu. Không bao lâu, không gian chuyển đến ba động, có một chi đội ngũ ly khai phó bản. Bọn Khô Lâu cũng không có động thủ. Đi ra là nhân tộc đội ngũ, bọn Khô Lâu án binh bất động. Chi đội ngũ này vừa ly khai phó bản, phát hiện bên người đứng đầy đằng đằng sát khí Khô Lâu. Mỗi cá nhân đều bị mấy cái Khô Lâu bao quanh, trong tay đại đao mang theo sắc bén quang mang. Tuy là nhìn qua chỉ có cấp 35, thuộc tính cũng thấp đến đáng thương, nhưng dáng dấp quá dọa người. Âm phong sư sư cạo ở trên người, khiến người ta sợ run lên. Bản năng, mỗi một người đều bày ra tư thế chiến đấu, nhưng là vừa không dám động thủ thật. Mời ly khai. Lâm Mặc Ngữ thanh âm truyền đến. Dựa vào cái gì, chúng ta còn muốn lại soát một lần. Có người không phục, hướng phía Lâm Mặc Ngữ kêu lên. Mặt khác có mấy cái cũng cùng nhau ồn ào, đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì? Lâm Mặc Ngữ nhíu mày lại, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao? Soát một lần muốn dùng bao nhiêu thời gian không biết sao? Phó bản tối đa 20 phút liền tiêu thất, soát cái rắm. Mạc Vận ngồi thánh linh độc giác thú bay xuống, phó bản lập tức phải biến mất, các ngươi tới không kịp lại soát một lần. Nhanh lên một chút ly khai a, một hồi lầm thương tổn đến các ngươi sẽ không tốt. Mộc Tiêm Tiêm lúc này cũng mở miệng nói, các ngươi đi nhanh một chút a. Người nọ còn muốn nói nữa cái gì, lúc này đội trưởng của hắn đè hắn xuống, hướng về phía Lâm Mặc Ngữ nói, được rồi, chúng ta lập tức đi. Nói xong hắn vung tay lên, mang theo một đội người ly khai. Bọn Khô Lâu cũng tự động cho bọn hắn nhường ra thông đạo. Rời đi phía sau, có đội viên không quá chịu phục, đội trưởng, chúng ta tại sao phải đi? Đội trưởng trầm giọng nói, phó bản xác thực phải kết thúc, chúng ta tới không kịp soát lần thứ hai. Hơn nữa đối phương là Lâm Mặc Ngữ, chúng ta cũng không cần đắc tội tốt. Lâm Mặc Ngữ làm sao vậy? Hắn lợi hại hơn nữa cũng không có thể chặn phó bản đại môn a. Người nọ nghe nói qua tên Lâm Mặc Ngữ, biết Lâm Mặc Ngữ rất lợi hại. Thế nhưng lợi hại hơn nữa, cũng không có thể không nói lý lẽ như vậy a. Đội trưởng nói rằng, ta xem, hắn có thể phải giết Thâm Uyên Ác Ma cùng Long tộc a. Trong đội ngũ mấy người còn lại đều ngẩng đầu, hướng phía Lâm Mặc Ngữ nhìn lại. Lúc này Lâm Mặc Ngữ sát ý đằng đằng, ánh mắt nhìn chằm chằm phó bản cửa ra. Ở phó bản tiêu thất trước, lại có mấy đội nhân thông quan đi ra. Đều là nhân tộc đội ngũ, cũng không có kích khởi Khô Lâu phản ứng. Những người này cũng bị Mạc Vận cùng Mộc Tiêm Tiêm khuyên lui. Phần lớn người vẫn là dễ nói chuyện, bọn họ cũng nghe qua tên Lâm Mặc Ngữ, đại khái có thể đoán được Lâm Mặc Ngữ tại sao muốn làm như vậy. Nhưng là cũng có người cũng không để ý tới Lâm Mặc Ngữ, bọn họ cố ý nếu tiến nhập phó bản. Đối với lần này, Lâm Mặc Ngữ cũng tùy bọn hắn. Một hồi nếu như bị ngộ thương, cũng là bọn hắn tự tìm. Người trưởng thành rồi, muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách. Phó bản chỗ không gian vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng. Ở phó bản biến mất sát na, sở hữu ở phó bản người bên trong đều biết xuất hiện ở nơi này. Lâm Mặc Ngữ đã làm xong chuẩn bị, trên mu bàn tay binh chữ phù văn đang ở từng bước nóng lên. Mộc Tiêm Tiêm cũng nắm chặt cây búa, một tay đồng dạng đang sáng lên, nàng pháo hoa đã chuẩn bị hoàn tất. Mạc Vận quanh quẩn trên không trung dò xét. Tác dụng của nàng chính là bổ vị cấm không. Nếu là có cá lọt lưới bay lên trời, nàng có thể dùng cấm không kỹ năng,
làm cho đối phương thể nghiệm tới mà phục mất đích vui sướng. Còn vẫn còn ở phó bản bên trong những nhân tộc khác đội ngũ, Lâm Mặc Ngữ chỉ có thể tận lực cam đoan không lầm làm bị thương hắn nhóm. Bỏ qua phong hệ cùng thủy hệ khô lâu pháp sư, chỉ còn sót lại hỏa hệ cùng điện hệ khô lâu pháp sư. Phong thủy lưỡng hệ khô lâu pháp sư kỹ năng đều là quần công kỹ năng. Ở cường binh kỹ năng tăng phúc dưới, lao đi một cái đều sẽ thụ thương. Theo một tiếng vang nhỏ, phó bản cửa vào vòng xoáy như khí ngâm giống nhau vỡ tan. Một giây kế tiếp, không gian kịch liệt ba động vặn vẹo, phó bản bên trong toàn bộ sinh linh đều bị truyền tống đi ra. Động thủ. Hồng quang rơi, chậm tốc độ chớ chú trong nháy mắt có hiệu quả. Cường binh kỹ năng và mộc tiêm tiêm pháo hoa đồng thời nổ tung. Sáng lạn không gì sánh được. Khô lâu cùng mới vừa đi ra chức nghiệp giả đồng thời phát ra ánh sáng. Khô lâu chiến sĩ hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, cũng trong lúc đó giơ lên đại đao bạo phát kỹ năng. Khô lâu pháp sư cũng phóng thích kỹ năng, đánh ra đại lượng công kích. Bọn họ mục tiêu thống nhất, tất cả đều là có cánh ra hỏa. Thâm uyên ác ma cùng long tộc chức nghiệp giả chịu đến đả kích chí mạng. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, không ngừng vang lên. Mục tiêm tiêm pháo hoa một lần chỉ có thể nhằm vào 200 người, hơn nữa bên trong cũng không thiếu nhân tộc chức nghiệp giả xen lẫn. Nhưng này cũng không biện pháp, không thể cưỡng cầu. Cũng không khả năng chờ đấy nàng kỹ năng làm lạnh kết thúc, lại thả lần thứ hai. Lâm Mặc Ngữ mục tiêu chính là ở vài giây bên trong hoàn toàn giải quyết chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết từ bắt đầu liền không còn có dừng lại. Hỏa diễm nổ chết, lôi điện cuồn cuộn. Trên đại đao hồng quang bùng lên, mang theo tiên huyết vẩy ra. Ác ma cùng long tộc tiên huyết theo kêu thảm thiết, đan vào một chỗ, tiêm nhiễm tuyên cổ chiến trường. Ly khai phó bản, khoảng chừng có 2 giây thích ứng. Cái này 2 giây, đầy đủ Lâm Mặc Ngữ làm rất nhiều chuyện. Đừng nói chỉ là chút chức nghiệp giả, coi như là hắc ma long, ở cường binh kỹ năng dưới, 2 giây bên trong, Lâm Mặc Ngữ cũng có nắm chặt khiến nó trọng thương. Bởi vì có nhân tộc trộn lẫn, bằng không biết càng đơn giản hơn. Trực tiếp mấy cái thi thể bạo liệt đi qua, toàn bộ sạch sẽ. Lúc trước bị Lâm Mặc Ngữ đuổi xa một số nhân tộc đội ngũ, thấy như vậy một màn thời điểm, mỗi một người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ thấy được thâm uyên ác ma cùng long tộc thảm trạng. Vừa ly khai phó bản, liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Từng đợt sóng công kích, không kịp nhìn. Bọn họ thử huyễn tưởng, nếu như những thứ này công kích là nhắm vào mình, kết quả sẽ như thế. Đáp án chỉ có một cái, chết. Cái này lực sát thương, quá mạnh mẽ a. Cái này nhưng đều là hơn 50 cấp ác ma cùng long tộc a, làm sao nhìn qua giống như là tảo phớ giống nhau, trực tiếp bị dầm nát. Chỉ có thể nói, Lâm Mặc Ngữ những thứ này khô lâu quá mạnh mẽ, Lâm Mặc Ngữ bản thân quá mạnh mẽ. Bọn người kia thật là thảm a, thật vất vả đạt được long tinh, kết quả lại không bảo đảm. Lâm Mặc Ngữ cái này sóng kiếm bộn rồi. Đúng vậy a, quân công, kinh nghiệm, long tinh, đều kiếm bộn rồi. Thâm uyên ác ma cùng long tộc bị cấp tốc giết chết. 2 giây phía sau, còn sống đã không có mấy cái. Có thâm uyên ác ma toàn thân tuôn ra hắc quang, thâm uyên lực lượng cuồn cuộn mà phát động, lại 790 nhưng đẩy lui 4 phía khô lâu. Nó mang theo trọng thương đột phá vòng vây, phóng lên cao. Mạc Vận ngồi thánh linh độc giác thú chạy tới, kỹ năng phóng xuất, cấm không. Con kia ác ma có ở đây không cam chung ngã lại khô lâu đàn, sau đó liền không có động tĩnh. Cũng có long tộc kỵ sĩ mở ra cực hạn phòng ngự, điên cuồng đột phá vòng vây. Mộc tiêm tiêm chạy tới, chùy lớn đập xuống giữa đầu. Kỹ năng, đánh xỉu. Nó tại chỗ ngây tại chỗ, sau đó cực hạn phòng ngự bị trực tiếp đả diệt, tại chỗ chảm sát. 5 giây sau đó, chiến đấu đình chỉ. Chiến trường trong phút chốc biến đến an tĩnh dị thường. Ngoại trừ khô lâu mang theo âm phong, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được nồng nặc long tinh khí tức. Ở đại địa thượng tán rơi không ít long tinh. Lâm Mặc Ngữ hơi sững sờ, bọn người kia lấy được long tinh, dĩ nhiên tất cả đều rớt ra. Trong lòng hơi động, khô lâu chiến sĩ lập tức đem long tinh nhặt lên, đồng thời lại bắn chúng thuần thục vô cùng moi long tộc trang bị. Ở khô lâu trong đám, còn có trên 100 danh nhân tộc chức nghiệp giả, bọn họ mới vừa hiểu được chuyện gì xảy ra. Lâm Mặc Ngữ dĩ nhiên tại phó bản bên ngoài, đánh một hồi nhằm vào thâm uyên ác ma cùng long tộc phục kích chiến. Đem vượt lên trước mấy trăm thâm uyên ác ma, cùng long tộc chức nghiệp giả tại chỗ chảm sát. Trước sau không cao hơn 5 giây, động tác này quá nhanh quá thẳng thắn. Thẳng đến bọn khô lâu đem trên đất long tinh nhặt hết, bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Lâm Mặc Ngữ, Mộc Tiêm Tiêm, Mạc Vận 3 người quân sĩ huy chương đều đang chiếu lấp lánh. 3 người phân biệt thu được hơn 27 vạn quân công, kinh nghiệm cũng không thiếu. Đi qua thu thập thuật, Lâm Mặc Ngữ thu được không ít ác ma hạch tan nát cõi lòng mảnh nhỏ, cùng với long tộc huyết mạch tinh hoa. Còn có đại lượng long tộc trang bị Lâm Mặc Ngữ ném vào chữ vật không gian. Thu hoạch lớn nhất vẫn là long tinh. Lâm Mặc Ngữ cũng không nghĩ đến, long tinh còn có thể bị tuôn ra tới.
Tổng cộng ngoài ý muốn thu được 151 khối long tinh, thêm lên chính mình 72 khối, hắn long tinh số lượng đã đạt đến 273, cực kỳ kinh người. Chương 288, giác tỉnh thiên phú, cô nương này càng ngày càng biến thái. Vong linh quân đoàn tiêu thất, lưu lại tảng lớn thi thể. Không cần quét tước chiến trường, tuyên cổ chiến trường đặc tính, những thi thể này thời gian tồn tại sẽ không vượt qua nửa ngày. Cả tòa tuyên cổ chiến trường, dường như phệ nhân thú, vô thanh vô tức sẽ đem thi thể tiêu hóa sạch sẽ. Lâm Mặc Ngữ mang theo đại lượng long tinh ly khai, không ai dám cản. Có người ước ao, cũng có người đố kỵ, nếu nói là đi lên cản Lâm Mặc Ngữ, không người dám. Nhìn Thâm Uyên ác ma cùng long tộc kết quả bi thảm sẽ biết, Lâm Mặc Ngữ khô lâu cũng sẽ không mềm tay. Đi có nửa giờ, đã ly khai chiến trường hơn 10 km. Ba cái tìm một chỗ sạch sẽ ngừng lại. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, các ngươi ai tới trước? Hắn là chỉ long tinh. Sử dụng long tinh giác tỉnh thiên phú, xác suất có thể cao có thể thấp, không nói tốt. Cần từng cục nếm thử. Hiện tại hắn sở hữu 273 khối long tinh, hoàn toàn đầy đủ 3 người sử dụng. Mạc Vận nói rằng, dùng long tinh giác tỉnh thiên phú, tỷ lệ khoảng chừng ở 10% đến 15% tả hữu. Nói cách khác, 7 đến 10 khối long tinh có thể giác tỉnh thiên phú. Bất quá đây chỉ là đại khái xác suất, cũng có người sử dụng 20 khối long tinh mới phát giác tỉnh thiên phú, cũng có người lại một khối long tinh thành công. Nói chung, chỉ cần long tinh số lượng đầy đủ, tất nhiên có thể thành công giác tỉnh thiên phú. Mục Tiêm Tiêm nói rằng, đúng vậy, ta cũng có nghe nói qua nói như thế. Chỉ có Lâm Mặc Ngữ, vẫn là lần đầu tiên nghe được có nói như thế. Ở nơi này loại tri thức phương diện, hắn còn có điều khiếm khuyết. Liền cùng hắn cũng không rõ ràng Thâm Uyên huyễn ma giống nhau, bằng không khả năng trước tiên là có thể phản ứng kịp. Lâm Mặc Ngữ xuất ra 10 khối long tinh, các ngươi ai tới trước? Mạc Vận cười cười, ta tới trước đi, vừa lúc ta hai lần chuyển chức thời điểm không có giác tỉnh hôm khắc phú, sẽ không ảnh hưởng long tinh xác suất. Nói đưa qua long tinh, kích hoạt một trong số đó. Long tinh nhất thời bộc phát ra mù mịt quang mang, biến thành một cái quang đoàn bao phủ Mạc Vận toàn thân. Kỳ dị lực lượng ở lan tràn, long tinh khí tức rất phức tạp. Bên trong có Thâm Uyên khí tức, cũng có hơi thở của long tộc, còn có một ít không nói được khí tức. Đan vào một chỗ phía sau, tạo thành nó đặc hữu dáng vẻ. Sau một lát, long tinh quang mang tiêu thất. Giác tỉnh thiên phú tình hình đặc biệt lúc ấy có dị tượng xuất hiện, Mạc Vận hiển nhiên không có. Mạc Vận trên mặt cũng không có thất vọng màu sắc, rất bình tĩnh cầm lấy khối thứ hai long tinh, tiếp tục kích hoạt. Mông mông quang đoàn lần nữa bao phủ Mạc Vận. Mục Tiêm Tiêm trong mắt lóe ánh sáng, nghĩ đến một hồi mình cũng muốn sử dụng long tinh kích hoạt thiên phú, nàng cũng có chút tiểu kích động. Nàng giống như Mạc Vận, ở lần đầu tiên chuyển chức thời điểm thức tỉnh rồi thiên phú, bản năng chiến đấu. Sau đó ở cấp 42 lần chuyển chức thời điểm, cũng không có giác tỉnh mới thiên phú. Phải nói, đại bộ phận thiên phú chức nghiệp giả đều là như vậy. Có thể giác tỉnh một cái thiên phú, đã là phi thường khiến người ta hâm mộ chuyện. Ở chức nghiệp giả chung cũng là phượng mao lân giác, tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả cuối cùng cả đời, liền một cái thiên phú đều không có. Không biết Mạc Vận có thể giác tỉnh cái gì thiên phú? Mộc Tiêm Tiêm thấp nói rằng. Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, biểu thị không biết. Mộc Tiêm Tiêm lẩm bẩm, thiên phú vô số, có chút thiên phú cũng không có ích lợi gì. Nếu như thức tỉnh rồi một ít vô dụng thiên phú, vậy lãng phí. Hy vọng Mạc Vận có thể giác tỉnh một cái hữu dụng thiên phú a. Quang mang tiêu thất, khối thứ hai long tinh vẫn không có tác dụng. Tiếp tục. Khối thứ ba, khối thứ bốn. Mãi cho đến 10 khối long tinh dùng quang, Mạc Vận vẫn là không có giác tỉnh thiên phú. Bất quá Lâm Mặc Ngữ lại cảm giác được, ở Mạc Vận trên người, dường như nhiều hơn một loại đặc thù khí tức. Là liên tục sử dụng long tinh ở trong thân thể hắn tạo thành tích lũy. Lâm Mặc Ngữ lại lấy ra 10 khối long tinh, tiếp tục. Mạc Vận không do dự, cầm lên thứ 11 khối long tinh. 11 khối, 12 khối. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được ở Mạc Vận trên người, long tinh khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, ở kích hoạt thứ 16 khối long tinh thời điểm, Mạc Vận khí tức trên người đạt đến tới cực điểm. Giống như là một cái giới hạn bị phá vỡ, khí tức nổ tung. Lâm Mặc Ngữ nhãn tình sáng lên, thành. Mạc Vận trên người quang mang đại táp, nhắm chặt hai mắt. Cả người chậm rãi lên không, cả người dường như thần nữ, mỹ lệ thánh khiết, thật xinh đẹp a. Mộc Tiêm Tiêm thở dài nói, lúc này Mạc Vận tản ra khó có thể tưởng tượng đẹp. Như vậy trải qua ước chừng nửa phút sau, Mạc Vận mới một lần nữa trở xuống mặt đất, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Mộc Tiêm Tiêm vội vàng hỏi, làm sao rồi, thức tỉnh rồi cái gì thiên phú? Mạc Vận nói rằng, ta thức tỉnh thánh viêm thiên phú, về sau ta trong công kích đều sẽ kèm theo có thánh viêm hiệu quả. Lực công kích có thể tăng lên trên diện rộng, nhất là đối với Thâm Uyên ác ma, chí ít có thể lấy để thăng gấp mấy lần thương tổn. Mạc Vận vốn là thánh linh triệu hoán sư, toàn thân kỹ năng liền có chứa thần thánh chi lực.
thần thánh chi lực đối với thâm uyên ác ma có khắc chế tác dụng, ít nhất có thể tăng thêm 50% thương tổn. Hiện tại nhiều nhất trọng thánh viêm, mạc vận đối với thâm uyên ác ma lực công kích càng cường đại hơn. Thánh viêm thiên phú và mạc vận chức nghiệp quá xứng, có thể nói hoàn mỹ. Mộc tiêm tiêm chúc mừng nói, cái thiên phú này thật không sai a, rất thích hợp ngươi nhỉ. Mạc vận tâm tình lúc này cũng phi thường tốt, thánh viêm thiên phú nàng rất hài lòng, cảm ơn, tới phiên ngươi. Mộc tiêm tiêm ừ một tiếng, cầm lấy một khối long tinh, trực tiếp kích hoạt. Khối thứ nhất, không ra ngoài dự liệu thất bại. Mộc tiêm tiêm sau đó lại cầm lên khối thứ hai long tinh. Vẫn là thất bại. Có mạc vận kinh nghiệm, mộc tiêm tiêm cũng không có cảm thấy thất vọng, mà là cầm long tinh tiếp tục. Ngược lại Lâm Mặc Ngữ long tinh có bao nhiêu, nàng không đau lòng. Lâm Mặc Ngữ cảm ứng được mộc tiêm tiêm trên người xuất hiện đặc thù khí tức. Theo long tinh sử dụng, khí tức đang không ngừng tăng cường. Ở mộc tiêm tiêm sử dụng khối thứ 5 long tinh thời điểm, Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, 12 khối. Mạc Vận tò mò nhìn qua, cái gì 12 khối? Lâm Mặc Ngữ từ tốn nói, nàng cần 12 khối long tinh. Lâm Mặc Ngữ nói ra phán đoán của hắn lý do. Mạc Vận không hề cảm ứng được chút nào Lâm Mặc Ngữ nói khí tức. Bất quá nàng cũng không có hoài nghi Lâm Mặc Ngữ lời nói, mà là kiến nghị Lâm Mặc Ngữ sau khi trở về hỏi một chút Bạch Ý Viễn, có lẽ có thể được đáp án. Quả nhiên, ở mộc tiêm tiêm ở kích hoạt thứ 12 khối long tinh thời điểm, quang đoàn phát sinh biến hóa. Nàng cũng như Mạc Vận giống nhau đứng lơ lửng trên không. Mộc tiêm tiêm dung mạo không so Mạc Vận sai, vóc người càng phải như vậy. Lúc này nhìn qua, đồng dạng đẹp đến kinh người. Nhưng rơi vào Lâm Mặc Ngữ cái này sắt thép thẳng nam trong mắt, hai người đều không có gì khác nhau. Thậm chí không có con mắt thưởng thức qua một cái. Hắn còn suy nghĩ, tại sao mình có thể cảm giác được này cổ khí tức không giống tầm thường. Nửa phút sau, mộc tiêm tiêm một lần nữa rơi xuống đất, giác tỉnh kết thúc. Không cần chờ Lâm Mặc Ngữ cùng Mạc Vận tới hỏi, mộc tiêm tiêm đã vô cùng cao hứng đem chính mình thiên phú nói ra. Ta thức tỉnh tất chúng thiên phú. Thiên phú phát động trong lúc ta kỹ năng có thể 100% mệnh chung, hơn nữa kỹ năng bên trong đặc hiệu cũng có thể 100% có hiệu lực. Nghe xong mộc tiêm tiêm lời nói. Lâm Mặc Ngữ khóe miệng hơi giật mình. Vị này gánh chùy lớn cô nương, dường như càng biến thái. Cái thiên phú này phối hợp nàng đánh xỉu kỹ năng, nhất định chính là ăn gian lợi khí. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy, về sau đánh boss mang lên nàng, biết ung dung vô số lần. Mộc tiêm tiêm không chút nào chú ý tới Lâm Mặc Ngữ hơi có ánh mắt cổ quái, cao hứng kêu lên, ta thiên phú lợi hại không? Mạc Vận không biết mộc tiêm tiêm có đánh xỉu kỹ năng, đơn thuần nói cái thiên phú này, quả thật không tệ. Bất luận cái gì kỹ năng đều có thể 100% mệnh chung, đương nhiên là tốt thiên phú. Quang mang sáng lên, Lâm Mặc Ngữ bắt đầu kích hoạt long tinh. Hợp với sử dụng 2 khối long tinh sau đó, Lâm Mặc Ngữ đã đoán được, chính mình cần 8 khối long tinh. Tiếp lấy hắn trực tiếp xuất ra 6 khối long tinh, cùng nhau kích hoạt. 6 khối long tinh tuôn ra sán lạn quang mang bao phủ Lâm Mặc Ngữ, Lâm Mặc Ngữ chỉ cảm giác mình bị long tinh đặc thù khí tức bao vây. Sau đó khí tức đạt được cực điểm, bịch một cái nổ tung. Thu được thiên phú, triệu hoán sinh mệnh xích, triệu hoán sinh mệnh xích, trong phạm vi nhất định, triệu hoán vật trong lúc đó hình thành sinh mệnh xích, sở hữu thương tổn bởi vậy trong phạm vi triệu hoán vật cộng đồng chia sẻ, phạm vi, 20m, Lâm Mặc Ngữ trong lòng hơi sững sờ, dĩ nhiên là cái này dạng một loại thiên phú. Cứ như vậy, 20m trong phạm vi khô lâu, hoặc là cùng nhau sinh, hoặc là cùng chết. Lâm Mặc Ngữ trong lòng thử suy nghĩ một chút, nếu như đối mặt cái loại này công kích đặc biệt cường đại, nhưng phạm vi cũng không lớn quái vật. Trước đây có thể sẽ bị nhiều sát khô lâu, bây giờ có thể từ 20m bên trong khô lâu cộng đồng thừa nhận thương tổn. Cái này dạng tỷ số thương vong sẽ giảm mạnh. Bất quá đồng dạng, một ngày có một con khô lâu thừa nhận công kích vượt xa khỏi hạn mức cao, nhất mấy chục lần cụ. Như vậy cùng nó cùng nhau tiến hành sinh mệnh dây chuyền còn lại khô lâu, cũng sẽ nhận tổn thương to lớn, thậm chí đoàn diệt. Kỹ năng này, có tốt có xấu. Cụ thể muốn xem lúc đó tình huống, Lâm Mặc Ngữ hơi có chút thất vọng, cái thiên phú này cũng không tính quá tốt. Nhưng hắn không có hối hận quyền lợi, chỉ có thể tiếp thu. Đột nhiên, trong đầu vang lên một thanh âm. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ giác tỉnh tân thiên phú. Bắt đầu ưu hóa thiên phú. Chương 289, ưu hóa thiên phú, lại tới tiễn công trận. Hệ thống. Lâm Mặc Ngữ ngây ngẩn cả người. Từ chuyển chức phía sau hệ thống đi ra một lần. Về sau liền lại cũng không có hệ thống tin tức. Không nghĩ tới, tại hắn giác tỉnh thiên phú thời điểm, hệ thống xuất hiện lần nữa. Ưu hóa thiên phú. Không biết thiên phú sẽ bị ưu hóa thành cái dạng gì. Lâm Mặc Ngữ khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hệ thống, sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ở Mạc Vận cùng Mộc Tiêm Tiêm trong mắt, trước kia bao phủ Lâm Mặc Ngữ quang mang, đang bị từng bước biến đến ảm đạm. Mắt thấy giác tỉnh liền muốn kết thúc. Đột nhiên quang mang lần nữa cường thịnh đứng lên. Thậm chí so trước đó càng thêm chói mắt.
Mộc Tiêm Tiêm kinh hô, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Vận rơi vào trầm tư, nàng tìm kiếm kiến thức của mình kho, tìm không đến bất luận cái gì có thể trả lời tình huống trước mắt đáp án. Hiện tại hai người không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Bất quá nhìn lấy quang đoàn chung, Lâm Mặc Ngữ khóe miệng hơi vung lên, sẽ không có gặp phải vấn đề gì. Điều này cũng làm cho hai người yên tâm một điểm. Mấy phút sau, hệ thống hoàn thành đối thiên phú ưu hóa. Thu được thiên phú, triệu hoán sinh mệnh liên tiếp, triệu hoán sinh mệnh liên tiếp, sở hữu triệu hoán vật tiến hành sinh mệnh liên tiếp, cộng đồng thừa nhận thương tổn, cộng đồng tiếp thu khôi phục. Nhìn lấy mới ra tới thiên phú, Lâm Mặc Ngữ mãnh địa giật mình. Ưu hóa sau thiên phú, quá mạnh mẽ. So với mới vừa triệu hoán sinh mệnh xích, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Không có phạm vi hạn chế, chỉ cần là hắn triệu hoán vật, là có thể cộng đồng gánh chịu thương tổn. Ở vào hậu phương khô lâu pháp sư, cũng có thể vì xông lên phía trước nhất khô lâu chiến sĩ, cung cấp đại lượng sinh mệnh lực chống đỡ. Vô luận triệu hoán vật ở bên ngoài, hay là đang triệu hoán trong không gian, đều có thể tiến hành sinh mệnh liên tiếp. Cái này 967 dạng đang kêu gọi trong không gian bọn khô lâu, sinh mệnh lực tốc độ khôi phục nguyên bản là thật nhanh. Hoàn toàn có thể thực hiện lấy tổn thương đổi chết tác dụng. Mấu chốt nhất một điểm, chính là cộng đồng tiếp thu khôi phục. Nói cách khác, Vu Yêu tướng quân thi triển trị liệu thuật, sẽ không còn là đơn độc đối với mình quân đoàn khô lâu hữu hiệu, mà là đối với sở hữu vong linh quân đoàn khô lâu cộng đồng phát huy tác dụng. Cho dù là cường lực boss, muốn giết chết mấy chục trên trăm con khô lâu dễ dàng, nếu như muốn một khẩu khí tiêu diệt mấy ngàn con khô lâu, vậy phi thường khó khăn. Khô lâu năng lực sinh tồn tăng cường thật nhiều. Đồng thời cái thiên phú này còn quan hệ đến thương tổn của chính mình rời đi kỹ năng. Đi qua thương tổn rời đi rơi xuống khô lâu vết thương trên người hại, đồng dạng sẽ bị sở hữu khô lâu cộng đồng gánh chịu. Chân chính thực hiện muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Lâm Mặc Ngữ tin tưởng chỉ cần mình không tìm đường chết, muốn thoáng cái đem mình hơn 5.000 con khô lâu cùng nhau giết chết, rất khó. Cái này mới là chân chính tốt thiên phú. Hệ thống ngư bức. Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng lặng lẽ khen một câu. Hệ thống xuất hiện phía sau, lần nữa biến mất tìm không thấy. Tùy ý Lâm Mặc Ngữ làm sao hô hoán, đều không có phản ứng. Hệ thống có cao lạnh a. Lâm Mặc Ngữ tâm tình thật tốt, thậm chí sẽ ở trong lòng chính mình trêu đùa. Quang mang tán đi, Lâm Mặc Ngữ mở mắt. Liếc mắt liền thấy hai cặp tò mò mắt to con ngươi. Không đúng, là tam đôi. Còn có một đối với đến từ thánh linh độc giác thú. Mộc Tiêm Tiêm dường như hiếu kỳ bảo bảo, ngươi thức tỉnh rồi cái gì thiên phú à? Lâm Mặc Ngữ cũng không có giấu giếm cái gì, đem chính mình thiên phú nói một lần. Mộc Tiêm Tiêm kinh hô một tiếng, thật là lợi hại thiên phú, cái kia ngươi triệu hoán ra vật không phải chết không được. Mạc Vận nói rằng, hoặc là một chỉ đều không chết, hoặc là toàn bộ cùng chết. Thế nhưng muốn đem ngươi triệu hoán ra vật toàn bộ giết sạch, gần như không có khả năng. Lâm Mặc Ngữ chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Cũng không có thể nói ai cũng làm không được. Viễn cổ loan điểu cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là bây giờ cùng nó đối lên, Lâm Mặc Ngữ như trước cảm thấy, đại khái tỷ lệ còn là muốn thua. Cũng không phải là không có lòng tin, mà là phân tích viễn cổ loan điểu đặc tính cùng kỹ năng phía sau, phi thường lý trí cho ra đáp án. Trừ phi có thể ở nó sử dụng cuối cùng một cái kỹ năng trước, đem giết chết, vậy cần sử dụng cường binh kỹ năng tiến hành miểu sát. Có lẽ có thể làm được, bất quá Lâm Mặc Ngữ không muốn đi nếm thử. Loại này giết địch 1.000 tổn hại 800 chuyện, hắn không có như vậy ngốc. Ba người tổng cộng dùng hết 34 khối long tinh. Bây giờ còn lại 239 khối long tinh, vẫn là một khoản phi thường tài sản lớn. Lâm Mặc Ngữ hỏi, các ngươi tiếp lấy muốn đi đâu? Hắn đã hoàn thành Bạch Ý Viễn giao phó sở hữu nhiệm vụ, có thể dẹp đường trở về phủ. Mạc Vận nói rằng, ta ở chỗ này còn cần đợi một thời gian ngắn. Mộc Tiêm Tiêm trong mắt mang theo một tia không bỏ, ta trở về kỵ sĩ đoàn, đêm vũ tỷ các nàng cũng cần ta. Xác thực. Một cái thu thập đại sư, có thể cho đội ngũ tiền lời đại biên độ tăng thêm. Đánh một lần phó bản, tương đương gấp 2 tiền lời. Huống chi, lấy Mộc Tiêm Tiêm năng lực bây giờ, đã không còn là một cái công cụ người. Nhất là tại đánh boss thời điểm, tuyệt đối sẽ để người kinh diễm. Lâm Mặc Ngữ gật đầu, chúng ta đây hữu duyên gặp lại sau. Mộc Tiêm Tiêm đem một khối định vị truyền tống thạch đưa cho Lâm Mặc Ngữ. Cái này ngươi cầm, nếu như ta ngày nào đó tìm ngươi hỗ trợ, không cho ngươi chối từ. Lâm Mặc Ngữ đáp ứng một tiếng, Mộc Tiêm Tiêm không thôi cáo biệt Lâm Mặc Ngữ, phát động truyền tống thạch trở về kỵ sĩ đoàn. Mộc Tiêm Tiêm mới vừa đi, Lâm Mặc Ngữ lại chú ý tới Mạc Vận ánh mắt cổ quái. Mạc Vận nhìn chằm chằm Lâm Mặc Ngữ, thần tình hơi có vẻ ngưng trọng, Mộc Tiêm Tiêm xem ánh mắt của ngươi không thích hợp, hai người các ngươi không có chuyện gì à. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút mới, chỉ có phải biết Mạc Vận ý tứ trong lời nói, ngươi nghĩ nhiều. Mạc Vận trầm giọng nói, không cho phép có lỗi với y. Sẽ không. Lâm Mặc Ngữ trả lời rất dứt khoát, hắn căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Sẽ không tốt nhất, ta cũng đi,
ngươi bảo trọng. Mạc Vận sau khi nói xong nhảy lên thánh linh độc giác thú, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Lâm Mặc Ngữ nghĩ tới Ninh Y, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, không biết nha đầu kia thế nào. Đã lâu không gặp, lần này nhưng là vì ngươi chuẩn bị một ít mới lễ vật, Long Tinh, Đại Địa Bảo Thạch đều là không sai lễ vật. Trong khi đang suy nghĩ, lấy ra Bạch Ý Viễn cho truyền tống quyển trục. Đây là ly khai tuyên cổ chiến trường quyển trục. Đang muốn kích hoạt, bỗng nhiên ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Không trung một đám điểm đen đang hướng cùng với chính mình bên này gần lại gần. Ngay sau đó một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, là một thanh trường thương màu đen, mặt trên tràn đầy thâm uyên năng lượng. Trường thương nhanh như thiểm điện, vô cùng chuẩn xác. Trong sát na cắt mấy ngàn thước trời cao, vô cùng chuẩn xác rơi vào Lâm Mặc Ngữ trên người. Quanh một tiếng trường thương nổ lên, hài cốt bọc thép xèo xèo rung động. Trường thương bay ngược mà ra, một lần nữa bay trở về đến trong tay đối phương. Từ hài cốt bọc thép thừa nhận áp lực đến xem, một thương này uy lực không nhỏ. Đã không kém gì Xích Nguyệt ác ma. Thế nhưng bằng vào một thương này, muốn giết chính mình, còn thiếu rất nhiều. Không nghĩ tới, trước khi rời đi còn có thể kiếm lại một lớp quân công. Lâm Mặc Ngữ thu hồi truyền tống quyển trục. Kích hoạt truyền tống quyển trục là cần một quãng thời gian, dù sao không phải là phổ thông truyền tống, mà là vượt không giữa truyền tống. Đã như vậy trước tiên tiêu diệt đối thủ lại nói. Hắn đã thấy rõ, tới là một đám thâm uyên ác ma. Số lượng không nhiều lắm, 38 cái. Từ khí tức của bọn họ phán đoán, toàn bộ vượt lên trước cấp 60. Những thứ này ác ma từ hạch tâm khu vực bên trong đánh tới. Lâm Mặc Ngữ biết mình trên người có ác ma chủng giới khí tức, sở dĩ đám ác ma có thể chuẩn xác truy tung đến chính mình. Cấp 60 trở lên thâm uyên ác ma, đã đứng ở cao đẳng ác ma đỉnh cao. Bọn họ thuộc tính so sánh với cấp 60 trở xuống, đại biên độ tăng thêm. Lực công kích, lực phòng ngự, mẫn tiệp, toàn bộ đều nhảy thức tăng lên. Lâm Mặc Ngữ từng, tại hạch tâm khu vực bên trong gặp được một chỉ cấp 62 thâm uyên ác ma. Lúc đó cũng là cùng nó dây dưa rất lâu mới đem nó giết chết. Không phải đánh không lại, cũng là bởi vì nó không chịu xuống tới. Từng đạo công kích từ trên trời giáng xuống, đại địa ở ẩm vang. Bọn họ bay rất cao, vượt qua Lâm Mặc Ngữ kỹ năng phạm vi. Thế nhưng công kích độ chuẩn xác lại cao vô cùng, 10 lần có ít nhất 7-8 lần có thể chuẩn xác mệnh trung. Nhất là chuôi này trường thương, dường như sẽ tự động truy tung, mỗi lần tất chúng. Cấp 60 đến cấp 69 trong lúc đó, cũng là loài người cùng ác ma chênh lệch lớn nhất giai đoạn. Mãi cho đến cấp 70 hoàn thành 3 chuyển về sau, nhân tộc chức nghiệp giả nắm giữ năng lực phi hành, mới chính thức cùng ác ma chân chính đứng ở cùng chạy một đường. Giai đoạn này ác ma, cũng thích nhất trên cao nhìn xuống, đối phó nhân tộc chức nghiệp giả. Lâm Mặc Ngữ cho mình bổ sung hài cốt bọc thép, cấp tốc lui lại, đồng thời suy tư về đối sách. Phải nghĩ biện pháp bắt bọn nó lấy xuống. Ngón tay hướng phía không trung một điểm. Kỹ năng, chậm tốc độ chớ chú. Chậm tốc độ chớ chú phạm vi lớn vô cùng, phạm vi bao trùm đạt được 7.000 mét. Không trung đám ác ma tốc độ lập tức chậm lại. Tiếp lấy lại là một điểm lục quang trên không trung nổ tung. Kỹ năng, kịch độc tinh hoàn. Chịu đến chớ chú đám thâm uyên ác ma căn bản tới không kịp né tránh, dồn dập trúng độc. Cả người đều toát ra lục sắc độc khí. Cấp 10 kịch độc tinh hoàn, nhìn qua uy lực không lớn, nhưng thương tổn nhưng thủy chung kéo dài. Mỗi giây tương đương với 4.000 điểm lực lượng công kích, từ lâu rồi, cũng đủ để cho bọn họ đau đầu. Lâm Mặc Ngữ nhân cơ hội gọi ra một chỉ khô lâu chiến sĩ. Trực tiếp nhảy đến khô lâu trên lưng, khô lâu chiến sĩ mang theo hắn chạy cực nhanh. Chương 290, không giảng võ đức ác ma, đánh không lại dĩ nhiên tự bạo. Khô lâu cõng Lâm Mặc Ngữ càng chạy càng nhanh. Chúng rồi chậm tốc độ chớ chú thâm uyên ác ma căn bản đuổi không kịp. Hắn muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Giết chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có khả năng làm cho hắn đơn giản đào tẩu. Giải khai chớ chú A, chúng ta phi không vui, muốn không đuổi kịp. Có ác ma xuất ra một khối đen thùi lùi tảng đá, kích hoạt. Phịch một tiếng, tảng đá nổ tung, tốc độ của bọn họ nhất thời liền nhanh hơn một chút. Tảng đá này không có biện pháp giải trừ hoàn toàn chớ chú, lại có thể triệt tiêu mất bộ phận chớ chú. Điều này cũng làm cho tốc độ của bọn họ có thể đạt được cùng Lâm Mặc Ngữ, ngang hàng trạng thái. Mỗi một con ác ma đều trúng độc, mỗi giây đều đang kéo dài tương đương với 4.000 lực lượng thương tổn. 4.000 điểm lực lượng thương tổn cũng không lớn, chỉ là mỗi giây đều ở đây duy trì liên tục, một lúc sau cũng phi thường không dễ chịu. Cái gia hỏa này rốt cuộc là nhân tộc hay là boss, lại vẫn biết dùng độc nguyên tố kỹ năng. Ta và nhân tộc đà đà sát sát nhiều lần như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc sẽ có chớ chú, sẽ có độc nguyên tố kỹ năng. Cái gia hỏa này tâm hắc A, so với chúng ta ác ma còn đen hơn. Không được, không thể tiếp tục như vậy, bằng không chúng ta sẽ bị kéo chết. Ta cũng biết không có thể tiếp tục như vậy, nhưng chúng ta đuổi không kịp A. Có cái ác ma cắn răng, chợt chặt đến rồi chính mình một ngón tay. Máu tươi màu đen lăng không rơi,
sau đó bay ngược mà rơi xuống tại chỗ có ác ma trên người. Ông một tiếng, sở hữu ác ma trên người xuất hiện mới tinh chớ chú. Lực phòng ngự kịch liệt giảm xuống. Tử ma, ngươi làm cái gì? Thâm Uyên tử ma, sở hữu chớ chú năng lực ác ma. Tử ma cắn răng nói, ta dùng khác chớ chú thay thế Lâm Mặc Ngữ chớ chú. Chớ chú chỉ có thể đồng thời tồn tại một loại. Nó dùng chính mình chớ chú thay thế đi chậm tốc độ chớ chú. Giờ khắc này không có cái nào ác ma đi trách nó. Tốc độ lần nữa nhanh, từng bước đuổi kịp Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ cười ha ha, ngón tay tùy ý một điểm. Chậm tốc độ chớ chú hồng mang lần nữa phủ đầu chụp xuống. Bất quá lần này chậm tốc độ chớ chú cũng không có phát huy tác dụng. Thâm Uyên tử ma đẳng cấp rất cao, chớ chú đẳng cấp cũng cao. Chậm tốc độ chớ chú không cách nào thay thế đi nó chớ chú. Lâm Mặc Ngữ, ngươi chạy không được. Ngươi nhất định phải chết. Giết chúng ta nhiều như vậy Thâm Uyên ác ma, Thâm Uyên là sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Vương đại nhân ra lệnh, ngươi phải chết. Đám Thâm Uyên ác ma càng đuổi càng gần. Lâm Mặc Ngữ trốn chạy thái độ làm cho đám ác ma cảm thấy nó đang sợ. Dù sao đám ác ma đều là từ hạch tâm khu vực giết ra tới, mỗi người đẳng cấp đều ở đây 30 ở trên. Bọn họ 38 cái, thấp nhất đều là cấp 61, tối cao đã cấp 64. Đội hình như vậy truy sát một cái cấp 35 nhân tộc tiểu gia hỏa, thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Phía trước xuất hiện một tòa cao sơn nhìn đằng trước đi lên có tòa sơn động Lâm Mặc Ngữ nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc hướng phía trong sơn động chạy đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở đám ác ma trong tầm mắt, đám ác ma công kích rơi vào trên núi, núi đá đổ nát, cả tòa sơn thể đều ở đây chấn động rung động. Đám ác ma nhìn chăm chú liếc mắt, truy vào đi. Bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, dồn dập vọt vào sơn động, đuổi đi vào. Sơn động chuyển gồ ghề, một vùng tăm tối. Ác ma nguyên bản là thích hắc ám, hoàn cảnh này đối với bọn nó chút nào không ảnh hưởng. Bọn họ truy tầm Lâm Mặc Ngữ khí tức, không ngừng hướng phía sơn động ở chỗ sâu trong đuổi theo. Sơn động càng ngày càng sâu, thông đạo cũng biến thành càng ngày càng rộng mở. Đột nhiên, trước mắt ánh mắt biến thành rộng mở. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa rộng rãi động quật. Lâm Mặc Ngữ đã ngừng lại, đứng ở động quật chỗ sâu nhất, nhìn lấy bọn họ. Ở Lâm Mặc Ngữ phía sau, là thật dày nham bích, đã không có đường lui. Lần này xem ngươi chạy đằng nào. Đám ác ma phát sinh cười nhạt. Động quật trung sát ý tràn ngập, nhiệt độ nhất thời giảm xuống không ít. Âm phong từng đợt thổi tới, sát ý chủ nhân cũng không phải ác ma. Mà là Lâm Mặc Ngữ. Nhất tinh thượng tá Lâm Mặc Ngữ, thuộc hạ giết qua ác ma, long tộc đã rất nhiều. Nó tản mát ra sát ý so với trước mắt những thứ này cao đẳng ác ma, còn cường liệt hơn. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng đâu? Đúng vậy a, người này sát ý tựa hồ có hơi nùng a. Không tốt, chúng ta bị lừa, các ngươi xem hắn quân sĩ huy chương. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Lâm Mặc Ngữ trên vai đeo một viên vàng chói lọi quân sĩ huy chương bên trên còn có một quả ngôi sao. Nhất tinh, thượng tá. Có thể trở thành là nhất tinh thượng tá, đều là thân kinh bách chiến nhân vật. Thuộc hạ khẳng định giết qua rất nhiều ác ma hoặc long tộc. Nhân vật như vậy, không một đều là chiến lực cường đại tồn tại. Mà Lâm Mặc Ngữ mới chỉ có cấp 35. Nghĩ tới đây, đám ác ma nhất thời có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này bọn họ phía sau truyền đến tiếng bước chân, đại lượng khô lâu chiến sĩ từ trong huyệt động chạy ra. Mật rậm rạp chẳng chịt khô lâu đem đám ác ma đường lui hoàn toàn phá hỏng. Lâm Mặc Ngữ phía trước, ở ven đường lặng yên không một tiếng động thả ra hai con vu yêu tướng quân. Vu yêu tướng quân ẩn tàng tại góc tối bên trong. Hiện tại hai con vu yêu tướng quân mang theo bọn họ vong linh quân đoàn ngăn chặn đám ác ma đừng lui, vì đem các ngươi lấy xuống có thể thật không dễ dàng. Lâm Mặc Ngữ trong lòng hơi động, trong sát na còn thừa lại 13 nhánh vong linh quân đoàn toàn bộ xuất hiện, mấy ngàn con khô lâu đem động quật gần như nhồi vào, còn đem những thứ này đám ác ma ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Vu yêu tướng quân cho sở hữu khô lâu ra chỉ lấy trạng thái, sáng ngời bạch quang đem cả tòa động quật chiếu giống như ban ngày. Trong đó một chỉ ác ma cắn răng, ngươi cho rằng chỉ bằng những thứ này cấp 35 rác rưởi khô lâu, có thể chống đỡ chúng ta. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, đa tạ các ngươi đưa tới quân công, ta liền không khách khí thu nhận. Thoại âm rơi xuống, khô lâu chiến sĩ đã xông tới. Khô lâu pháp sư kỹ năng cũng ầm ầm bạo phát. Trong hang hỏa quang điện thiểm, hồng quang tràn ngập. Các vị ác ma bên trong đẳng cấp tối cao cái vị kia, cấp 64 ác ma. Quơ lên trường thương, rầm 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 thanh âm liên tục vang lên, đem bó lớn khô lâu đánh bay. Cao tới cấp 64 nó, lực lượng mạnh phi thường, đối với khô lâu thương tổn cũng rất lớn. Nguyên bản bị đánh bay khô lâu ít nhất cũng phải chịu đến bị thương không nhẹ. Nhưng lúc này đây, bị đánh bay khô lâu chỉ chịu bé nhỏ không đáng kể một ít vết thương nhẹ. Thương tổn đều bị ở đây sở hữu khô lâu cùng nhau thừa nhận chia sẻ. Hơn nữa vụ yêu tướng quân đoàn trị liệu thuật cũng xảy ra cải biến.
đã không lại chỉ tác dụng với chính mình một cái quân đoàn, đã tác dụng với toàn quân. Tương đương với sở hữu khô lâu đồng thời có thể hưởng thụ được 15 cái vu yêu, tướng quân trị liệu. Ở trong mắt Lâm Mặc Ngữ, chỉ cần không phải gặp lại giống như viễn cổ loan điểu, viễn cổ địa long bản thể, loại như loại này biến thái bo hoặc là vượt lên trước cấp 70 đỉnh cấp ác ma. Chính mình khô lâu đã rất khó chết lại. Những thứ này ác ma dường như khốn thú, điên cuồng hướng phía khô lâu phát động công kích. Bọn họ thậm chí nghĩ bay lên đánh vỡ sơn thể đột phá vòng vây. Nhưng là tất cả động tác đều bị khô lâu cản lại. Bọn khô lâu không có cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Không chỉ là ba tầng trong ba tầng ngoài mà đưa nó nhóm vây quanh, liền đầu đỉnh đều là khô lâu, hoàn toàn thực hiện lập thể biến hóa vây quanh. Khô lâu chiến sĩ toàn bộ cắt chặt ở trên người bọn họ, khô lâu pháp sư công kích cũng không chút nương tay, không góc chết đưa chúng nó bao trùm. Bị vào sơn động thời điểm, kết quả của bọn nó đã định trước. Theo đệ hét thảm một tiếng vang lên, tiếp lấy chính là đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Một lần thi thể bạo liệt, giết chết 37 chỉ ác ma. Duy chỉ có con kia cấp 64 ác ma còn sống, nhưng là đã bản thân bị trọng thương. Lâm Mặc Ngữ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chỉ ác ma sinh mệnh lực cường đại như thế. Có thể thừa nhận một lần thi thể bạo liệt mà không chết. Lâm Mặc Ngữ không có nhớ lầm, thi thể bạo liệt đối tượng là một chỉ cấp 61 thâm uyên ác ma. Hai lần cấp 61 thâm uyên ác ma sinh mệnh lực thương tổn, dĩ nhiên có không có thể nổ chết nó. Hai người chênh lệch 3 cấp, sinh mệnh lực chênh lệch nhiều như vậy sao? Cái này chỉ cầm súng thâm uyên ác ma trong ánh mắt lộ ra hung ý, toàn thân hắc quang tràn ngập. Hắc quang đến từ nó trường thương trong tay, chuôi này toàn thân đen nhánh vũ khí. Lâm Mặc Ngữ bị trường thương công kích quá, biết chuôi này vũ khí lực công kích rất mạnh. Nó ngoại trừ lực công kích, lại vẫn sở hữu cực mạnh năng lực phòng ngự. Ác ma cầm trong tay trường thương, lộ ra âm lãnh mà điên cuồng mà cười, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Thảo nào có ma vương chỉ tên muốn giết ngươi. Cái kia thì cùng chết a. Nhớ kỹ, người giết người gọi Hắc Thiên Ma Tử. Nói hắc quang chợt lan tràn ra, tràn đầy toàn bộ động quật. Không tốt. Lâm Mặc Ngữ trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt thu hồi sở hữu khô lâu. Ầm ầm một tiếng, trường thương kể cả ác ma, cùng nhau tự bạo. Cấp 64 thâm uyên ác ma tự bạo, là nó hội tụ tất cả sinh mệnh lực một kích mạnh nhất. Lại tăng thêm trường thương trong tay cùng nhau tự bạo, uy lực không so thi thể bạo liệt kém bao nhiêu. Lâm Mặc Ngữ trên người hài cốt bọc thép ứng tiếng nghiền nát. Cả người đều bị cự đại lực lượng xông tới đến trên vách đá. Động quật tan vỡ, kể cả ngọn núi đều trong nổ tung ầm ầm sụp đổ cửa. Chương 291, trở về, khiếp sợ bạch thần. Thâm uyên thế giới, lục sắc hỏa diễm bao phủ. Ở mảnh này thế giới rộng lớn bên trong, đồng dạng có mạnh yếu tốt xấu chi phân. Thâm uyên chi hỏa màu sắc càng đậm địa phương, thâm uyên năng lượng càng phát ra dồi dào, cũng bị càng cường đại ác ma chiếm cứ. Ở lục đến sâu hắc biến thành màu đen địa phương, Huy Hoàng cung điện đứng vững ở trong ngọn lửa. Cung điện so với Mị Ma Vương còn muốn khổng lồ, tinh xảo. Một tiếng lại một tiếng hô hấp từ đó truyền ra. Ai lớn mật như thế, dám giết con ta? Bằng vào ta Hắc Thiên Ma Vương tên, lấy thâm uyên linh hồn vì ấn, phục sinh a. Cung điện phía dưới, hắc lục sắc hỏa diễm tập thể sôi trào. Như hỏa sơn bạo phát, phóng lên cao, đem cung điện thôn phệ trong đó. Trong ánh lửa, một vị cao đẳng ác ma hiện lên trong đó. Đầu tiên là hư ảnh, sau đó từng bước ngưng thật. Mấy phút sau, hoàn toàn thành hình. Cuối cùng, hắc lục sắc hỏa diễm quay về bình tĩnh, chỉ còn lại có ác ma dừng lại ở giữa không trung. Nó với thâm uyên chi hỏa chung phục sinh, Hắc Thiên Ma Tử sống lại, nguyên bổn đã cấp 64 nó, ở phục sinh phía sau đẳng cấp rơi về tới 30 cấp. Miễn cưỡng duy trì ở tại cao đẳng ác ma ngưỡng cửa. Nó khí thế suy yếu, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cánh chậm rãi vỗ. Tuy là đã phục sinh, có thể trên mặt như trước mang theo trước khi chết sợ hãi. Giữa sinh và tử có vô cùng khủng bố, vô luận cái nào chủng tộc, đều là như vậy. Hắc Thiên Ma Tử thật lâu mới chỉ có khôi phục lại. Ở trước mặt nó, cự đại ma ảnh chậm rãi hiện lên. Nó che khuất bầu trời, xuất hiện thời điểm, không gian đều run rẩy. Vĩnh hằng thiêu đốt thâm uyên chi hỏa đều nhất tề ép xuống, phẳng phất tại hướng nó chào. Hắc Thiên Ma Tử hướng phía ma ảnh cung kính hành lễ, quỳ phục hư không, nhi, khấu kiến phụ vương. Hắc Thiên Ma Vương ừ một tiếng, là ai giết ngươi? Hắc Thiên Ma Tử nói rằng, ta là tự bạo. Nó đem chuyện khi đó nói một lần, nhớ lại tự bạo trong nháy mắt trải qua, tim đập nhanh như trước. Hắc Thiên Ma Vương kiên trì nghe xong, trầm mặc không nói. Không gian bốn phía đang chấn động, thâm uyên chi hỏa cũng ở vặn vẹo, theo tâm tình của nó mà phát sinh biến hóa. Nhất cử nhất động của nó, đã ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng. Sau một lúc lâu nó mới lên tiếng, tử linh pháp sư, nhân tộc mới chức nghiệp giả. Phải là một thiên phú chức nghiệp giả, thoạt nhìn lên rất tốt. Hắn hẳn không có chết,
Đối với thiên tài như vậy, nhân tộc nhất định sẽ tiến hành bảo hộ. Bất quá cho dù sống lại, một năm bên trong cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Người trước xuống phía dưới nghỉ ngơi cho khỏe, chờ các loại khôi phục lại tiếp tục lịch lãm, đem lần tổn thất này bù lại. Nói, Hắc Thiên Ma Vương trên người có một cọng lông tóc bay xuống. Bộ lông ở giữa không trung biến thành một cây đen nhánh trường thương, rơi xuống Hắc Thiên Ma Tử trên tay. Hắc Thiên Ma Tử cung kính tiếp nhận, tuân mệnh. Nó bay trở về đến rồi trong cung điện. Hắc Thiên Ma Vương như trước đứng ở thâm uyên trên thế giới, ánh mắt nhìn về phía viễn phương, có mị ma khí tức, xem ra muốn đi hỏi một chút mị ma vương. Ở nó sau khi biến mất, thâm uyên chi hỏa lần nữa bắt đầu cháy hừng hực. Không gian cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Mặc Ngữ lần đầu tiên thể nghiệm được bị người nổ tư vị, phi thường sảng khoái. Cấp 64 ác ma, mang theo một cây không biết tên vũ khí, cùng nhau tự bạo. Uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng, hài cốt bọc thép liền một giây đồng hồ đều không có đỡ. Trình độ như vậy công kích, ở Lâm Mặc Ngữ trong trí nhớ, chỉ xuất hiện quá 2 lần. Một lần là liệt diễm ma vương tử vong xạ tuyến. Một lần khác chính là viễn cổ loan điểu hắc hỏa vẫn thạch. May mắn có triệu hoán sinh mệnh liên tiếp. Lâm Mặc Ngữ thấy được triệu hoán trong không gian, bọn khô lâu tình huống. Khô lâu kể cả Vu Yêu tướng quân, tập thể trọng thương. Khô lâu kim sắc đầu khớp xương bên trên, đầy vết rách chẳng chịt. Vu Yêu tướng quân cũng là như vậy, khô héo trên da vết thương chảy rộng. Tuy là còn không đến gần chết, nhưng là tổn thương quá nửa. Nếu như không có triệu hoán sinh mệnh liên tiếp, đi qua thương tổn rời đi, lần này chính mình vong linh quân đoàn, ít nhất phải tổn thất phân nửa. Đại giới biết phi thường to lớn. Mà bây giờ, vong linh quân đoàn chỉ là tập thể bị thương nặng, đang kêu gọi trong không gian, không bao lâu là có thể khôi phục lại. Lâm Mặc Ngữ vẫn còn có chút may mắn. Tuyên cổ chiến trường bình tĩnh như cũ, một ngọn núi đổ nát, đối với mênh mông vô biên tuyên cổ chiến trường mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Liền như cùng một giọt nước lọt vào đại hải, liền bọt nước cũng sẽ không tràn ra. Ngọn núi trong phế tích, ánh sáng trắng toát sáng lên, như băng quang một dạng một mạch bay đến chân trời. Hải cốt răng nanh mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu, nát bấy nham thạch. Lâm Mặc Ngữ ngón tay hơi phát quang, lợi dụng hải cốt răng nanh gắng ngượng từ trong phế tích đánh ra một con đường. Một lần nữa nhìn thấy tuyên cổ trên chiến trường vĩnh hằng bất biến quang mang, Lâm Mặc Ngữ thật dài gọi ra giọng điệu. Cần phải trở về. Tìm được mảnh nhỏ mặt đất bằng phẳng, xuất ra truyền tống quyển trục, kích hoạt. Quyển trục tự động triển khai, chiếu lấp lánh. Cấp tốc ở Lâm Mặc Ngữ dưới chân khắc hoa ra khỏi một tòa một lần truyền tống trận. Ly khai tuyên cổ chiến trường, cần đánh vỡ không gian, vượt qua dài dằng dặc khoảng cách. Nhất định phải lợi dụng truyền tống trận, không phải truyền tống thạch có thể làm được. 2 phút phía sau, truyền tống trận phát sinh sán lạn quang mang, mang theo Lâm Mặc Ngữ rời đi. Vượt qua 2 cái bất đồng không gian truyền tống, cho Lâm Mặc Ngữ hoàn toàn bất đồng truyền tống thể nghiệm. Giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới sợ hãi truyền tống Ninh Y, nếu để cho nàng tiến hành vượt không gian truyền tống, sợ là sẽ phải càng khó chịu a. Khóe miệng khẽ nhếch, Lâm Mặc Ngữ lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy phút sau, 2 chân một lần nữa đặt chân mặt đất. Quen thuộc trà thơm, gió thổi rừng trúc thanh âm. Lâm Mặc Ngữ về tới Bạch Thần tiểu viện. Mạnh An Văn đang một thân một mình uống trà, ánh mắt cũng không trợn, mở miệng nói, trở về lạp. Lâm Mặc Ngữ hướng phía Mạnh An Văn hành lễ, gặp qua Mạnh đại nhân. Mạnh An Văn ừ một tiếng, nghỉ ngơi một chút đi, sư phụ của ngươi một hồi liền sẽ trở lại. Lâm Mặc Ngữ đi tới bên bàn trà bên trên, vì Mạnh An Văn pha trà. Không trăm nhất hào chiến trường, anh linh bên trong điện. Bạch Ý Viễn cùng Mạc Tinh Hải như trước ngồi ở chỗ kia. Trong khoảng thời gian này, 2 người cái kia đều không đi. Lâm Mặc Ngữ linh hồn ấn ký so với mới đi tuyên cổ chiến trường lúc, mạnh hơn rất nhiều. Nói rõ hắn ở tuyên cổ bên trong chiến trường đẳng cấp tăng lên. Mạc Vận cũng là như vậy, tăng lên một ít. 2 người từ đó cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, thần tình cũng tương đối thả lỏng. Bỗng nhiên, Bạch Ý Viễn cười ha ha nói, xú tiểu tử đã trở về. Lâm Mặc Ngữ trở lại Bạch Thần tiểu viện, linh hồn ấn ký cũng tùy chi phát sinh biến hóa, bị Bạch Ý Viễn chuẩn xác bắt được. Mạc Vận vẫn chưa về, thế nhưng cũng không có nguy hiểm. Mạc Tinh Hải nói rằng, trở về là tốt rồi. Bạch Ý Viễn đứng dậy, Mạc lão đầu, ta đi về trước. Mạc Tinh Hải cũng theo đó đứng dậy, cùng nhau, ta cũng muốn đi xem ngươi học sinh. Hắn đối với Lâm Mặc Ngữ có chút ngạc nhiên. Bạch Ý Viễn nhãn quang có thể là rất cao, có thể bị Bạch Ý Viễn thu làm đệ tử. Hơn nữa đánh giá vì siêu thần chi tư tự nhiên là thiên tài đứng đầu. Còn như thiên tài tới trình độ nào, vậy phải xem tài năng mới có thể biết. Mạc Tinh Hải cũng muốn so xem, và nhà mình tôn nữ so với, cái nào càng mạnh. Bạch Ý Viễn cười ha ha nói, vậy cùng đi gặp xem, cái kia cái xú tiểu tử ở tuyên cổ chiến trường bên trong thu hoạch như thế nào. Anh Linh Điện đại môn ủng ủng đóng cửa, cả tòa Anh Linh Điện đều lộ ra trang trọng nghiêm túc. Ở cả nhân tộc thế giới bên trong,
có thể đi vào Anh Linh Điện nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Lâm Mặc Ngữ đi trước tuyên cổ chiến trường trong khoảng thời gian này, Anh Linh Điện liền Bạch Ý Viễn cùng Mạc Tinh Hải hai người, không có người thứ ba đi vào. Mấy phút sau Bạch Ý Viễn cùng Mạc Tinh Hải về tới Bạch Thần Tiểu Viện. Nhìn thấy hoàn hảo không hao tổn Lâm Mặc Ngữ, Bạch Ý Viễn cao hứng cười nói, "Sú tiểu tử, có thể à, đều cấp 35. Lâm Mặc Ngữ cung kính hướng phía Bạch Ý Viễn hành lễ, học sinh gặp qua lão sư. Tiếp lấy hắn lại hướng Mạc Tinh Hải hành lễ, vị này chắc là Mạc đại nhân, vãn bối gặp qua Mạc đại nhân. Mạc Tinh Hải sửng sốt, hắn khẳng định chính mình chưa thấy qua Lâm Mặc Ngữ, người biết lão phu. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, ngài và Mạc Vận tiểu thư có 6 phần tương tự, vãn bối sẽ không có đoán sai. Mạc Tinh Hải cùng Mạc Vận cái này đối với ông cháu quả thật có vài phần tin tưởng, mấu chốt là Lâm Mặc Ngữ thấy được Mạc Tinh Hải bên người triệu hoán thú. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, cả nhân tộc bên trong, có tư cách cùng Bạch Ý Viễn ngồi ngang hàng triệu hoán sư, cứ như vậy một hai. Dĩ nhiên là có thể đoán được, Mạc Tinh Hải nhìn từ trên xuống dưới Lâm Mặc Ngữ. Cấp 35, tử linh pháp sư. Mới tinh chức nghiệp, tạm thời cũng nhìn không ra khác. Bạch Ý Viễn đỉnh đặc đi tới ngồi xuống, nói một chút coi, lần này ngươi ở đây tuyên cổ chiến trường đều đã trải qua cái gì, có được cái gì cơ duyên tốt sao? 3. 7. Lâm Mặc Ngữ tuần tự nói. Bất quá nói cũng phải trọng điểm, việc nhỏ không đáng kể trên cơ bản lướt qua không đề cập tới. Còn có liên quan tới Thần Châu đỉnh sự tình, đương nhiên sẽ không nói. Từ tiến nhập tuyên cổ chiến trường, hắn trước tao ngộ rồi phệ hồn trùng vương, sau đó lại giết chết phệ hồn trùng mẫu. Ngoài ý muốn chiếm được nguyên thủy phù văn, dọc theo đường đi thâm uyên ác ma, long tộc qua đây truy sát, đều không ngoại lệ đều thành công trận của hắn. Sau đó lại giết chết đại địa tiếp xúc long thần. Chờ các loại. Bạch Ý Viễn bỗng nhiên kêu ngừng, chặt đứt Lâm Mặc Ngữ tiếp tục giảng thuật. Hắn uống liền 3 chén trà, hung hăng đè ép sợ, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Mới chỉ có hít một hơi thật sâu nói rằng, ngươi nói, ngươi giết phệ hồn trùng mẫu. Lâm Mặc Ngữ gật đầu, đúng vậy. Mạc Tinh Hải hỏi tới, ngươi ngay cả đại địa tiếp xúc long thần đều giết chết rồi hả? Không sai. Lâm Mặc Ngữ trả lời đương nhiên. Bạch Ý Viễn cùng Mạc Tinh Hải trên mặt khiếp sợ là thế nào cũng không che giấu được. Hai người bọn họ đối diện, rõ ràng từ trong mắt đối phương chứng kiến 3 chữ, không có khả năng. Hiện trường biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, Mạnh An Văn bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười đến không gì sánh được vui vẻ. Chương 292, không sẽ là chép ma long xảo huyệt A, Lâm Mặc Ngữ có chút không rõ, Mạnh An Văn ở cười cái gì? Cái này có gì đáng cười sao? Mạnh An Văn càng cười, Bạch Ý Viễn càng hiển lộ xấu hổ, Mạc Tinh Hải cũng là như vậy. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy, trong đó khả năng có câu chuyện gì? Mạc Tinh Hải hừ một tiếng, lão Mạnh, ngươi cười cái rắm. Bạch Ý Viễn biết Mạnh An Văn đang cười cái gì, cùng chung mối thù, cười cái rắm, đổi cho ngươi bên trên, ngươi được không? Mạnh An Văn cười nói, năm đó hai người các ngươi, mang theo một đám người, đi đánh phệ hồn trùng mẫu. Kết quả liền phệ hồn trùng mẫu mặt cũng không thấy, trực tiếp đã bị phệ hồn trùng vương khuyên lui. Sau lại không cam lòng, lại đi tìm đại địa tiếp xúc long thần. Được rồi, đánh nửa giờ, kém chút bị độc chết. Bộ dáng kia, phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Bạch Ý Viễn hừ một tiếng, năm đó ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, chúng ta để cho ngươi cùng đi, chính ngươi không chịu đi, sau đó lại vẫn pha cho chúng ta. Mạnh An Văn nói rằng, ta biết đánh không lại a, làm gì đi mất mặt. Bạch Ý Viễn hừ một tiếng không để ý tới Mạnh An Văn, cái này hai trận chiến đúng là hắn cuộc đời vì số không nhiều bại tích. Không có chỗ bẩn, tóm lại khó nghe. Mạnh An Văn lại thường thường lấy chuyện này đến hoạt động khản hắn. Lần này Mạc Tinh Hải cũng bị kéo vào trong đó, lúc đó Mạc Tinh Hải chính là bị Bạch Ý Viễn lừa dối đi qua cùng nhau đánh boss, kết quả căn bản không đánh xuống. Lâm Mặc Ngữ ngược lại có chút giật mình, cái này boss khó như vậy sao? Năm đó liền Bạch Ý Viễn đều chưa bắt lại. Bạch Ý Viễn ho nhẹ một tiếng, hóa giải xấu hổ không ba, phệ hồn trùng mẫu cùng phệ hồn trùng vương phân biệt rơi bảo vật gì? Lâm Mặc Ngữ cứ nói thật, vật phẩm có giá trị có 3 cái. Theo thứ tự là linh hồn kết tinh, linh hồn bảo thạch, còn có phệ hồn trứng trùng. Linh hồn kết tinh có 15 khối, mỗi khối có thể vĩnh cửu tăng thêm 1.000 điểm tinh thần, không sử dụng số lần hạn chế. Linh hồn bảo thạch có thể vĩnh cửu tăng thêm tinh thần tốc độ khôi phục, còn có phệ hồn trứng trùng, có thể ấp trứng ra phệ hồn trùng mẫu. Bạch Ý Viễn lần nữa khiếp sợ, linh hồn kết tinh cùng linh hồn bảo thạch, ngươi cũng dùng sao? Dùng. Sao lại cũng may mà hai thứ đồ này ở tuyên cổ chiến trường bên trong cho Lâm Mặc Ngữ mang đến cực đại tiện lợi. Bằng không chỉ là đại địa tiếp xúc long thần, liền sẽ để hắn cảm thấy đau đầu. Cho dù là uống quân đội khôi phục dược tề, tinh thần cũng không nhất định khôi phục lại được. Huống chi còn muốn bổ sung vong linh quân đoàn, đều dựa vào tăng vọt sau tinh thần mới, chỉ có hoàn thành. Bạch Ý Viễn tiếp tục truy vấn nói,
Vậy ngươi bây giờ tinh thần thuộc tính đến bao nhiêu? Lâm Mặc Ngữ kiểm tra một hồi, 22.300. Bạch Ý Viễn có chút không dám vây quanh, Mạc Tinh Hải càng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thật là cao tinh thần. Cái này tinh thần thuộc tính, đã so với cùng nhau cấp 40 pháp sư cao hơn nữa. Có thể Lâm Mặc Ngữ hiện tại mới chỉ có cấp 35, còn chưa hoàn thành hai lần chuyển chức, thuộc tính còn không có được đề thăng. Bạch Ý Viễn cười ha ha, tinh thần cao tốt, đánh vỡ giới hạn càng nhiều, phát sinh chức nghiệp thăng hoa xác suất lại càng cao. Người coi như không tìm được thần tuyển bí cảnh, không có được thần tính chi lực, lấy người bây giờ tinh thần, chức nghiệp thăng hoa cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nói tiếp, sao lại ngươi như thế nào làm rơi đại địa tiếp xúc long thần, lại lấy được cái gì? Cái gia hỏa này, có thể khó đối phó. Lâm Mặc Ngữ đem đối phó đại địa tiếp xúc long thần trải qua nói một lần, cũng nói là một chỉ tiểu mị ma cố ý dẫn nàng đi qua. Thẳng đến nơi đây, Lâm Mặc Ngữ còn nói một câu, ác ma dường như ở trên người hắn gieo khí tức, nhưng hắn cũng không có phát hiện. Mạc Tinh Hải nghe nói, bên người triệu hoán thú bắn ra một đạo thánh khiết bạch quang bao phủ Lâm Mặc Ngữ. Xoẹt một tiếng, một cỗ hắc khí từ trên người Lâm Mặc Ngữ toát ra, ở thánh khiết trong ánh sáng tiêu tán. Lâm Mặc Ngữ thành tâm cùng Mạc Tinh Hải đạo tạ, cảm ơn Mạc lão. Mạc Tinh Hải xua tay một cái, nói tiếp, đại địa tiếp xúc long thần rớt cái gì? Hắn đối với đại địa tiếp xúc long thần có thật sâu oán niệm, năm đó trận chiến ấy, hắn bị bại rất chật vật. Chủ yếu là kịch độc bảo thạch cùng kịch độc kết tinh. Lâm Mặc Ngữ đem hai thứ đồ này hiệu quả nói một lần. Mạc Tinh Hải thấp giọng nói, so với phệ hồn trùng mẫu, đại địa tiếp xúc long thần rõ ràng kém rất nhiều. Bạch Ý Viễn lắc đầu, khó mà nói, dù sao có một cái kịch độc tinh hoàn kỹ năng. Độc hệ kỹ năng nhưng là phi thường hy hữu, toàn bộ nhân tộc cũng khó tìm ra mấy cái. Xác thực, độc hệ kỹ năng xác thực không thấy nhiều. Lần này, bọn họ cũng không có quá chấn động mạnh sợ, chí ít không có phía trước đại. Lâm Mặc Ngữ nói tiếp, chính mình sao lại đụng phải Mạc Vận, đồng thời hoàn thành nguyên thủy phù văn dung hợp. Sắp dung hợp hoàn thành thời điểm, đám ác ma lần nữa đối với hắn phát động công kích. Từng việc từng món một, liền Bạch Ý Viễn cái này dạng trải qua phong phú thần cấp, cường giả đều nghe có chút mục trừng khẩu ngốc. Nhất là nghe được Mạc Vận cũng thu được nguyên thủy phù văn, Mạc Tinh Hải càng là khiếp sợ há to miệng, một ly trà cầm trong tay, tức không uống cũng không thả dưới. Từ trước đến nay chấn định nhất Mạnh An Văn, cũng không khỏi mở mắt. Ai cũng không nghĩ ra, ở nơi này ngắn ngủi hơn 2 tháng trong thời gian, Lâm Mặc Ngữ dĩ nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Tùy tiện nhất kiện nói ra đều có thể đem người khiếp sợ nửa ngày. Cộng lại, đem bọn họ những thứ này thần cấp cường giả đều dọa sợ không nhẹ. Sao lại chúng ta cùng nhau vào thần tuyển bí cảnh, thu được thần tính chi lực? Tiếp lấy ta gặp một vị thu thập đại sư chức nghiệp giả, cùng nàng cùng nhau trả mấy lần địa tâm phó bản, ta ở bên trong thu được một ít đại địa chi tâm, cùng với đại địa bảo thạch. Lâm Mặc Ngữ nói đem đại địa chi tâm cùng đại địa bảo thạch đem ra. Tổng cộng là 10 khối đại địa chi tâm, 2 khối đại địa bảo thạch. Lâm Mặc Ngữ chính mình mỗi cái để lại 2 khối, là cho Thạch Hưng An giữ lại. Mạnh An Văn nhãn tỉnh sáng lên, thuận tay nhất chiêu đại địa chi tâm sẽ đến trước mặt hắn. Sau khi cẩn thận quan sát, Mạnh An Văn than thở, có những thứ này, nhân tộc có thể muốn lần nữa sinh ra đại địa kỵ sĩ. Cũng không phải là 100% khẳng định, chỉ nói là có thể. Mạnh An Văn rất cẩn thận. Chỉ cần không có chuyện phát sinh, hắn đều sẽ không 100% đi khẳng định. Bạch Ý Viễn lúc này cũng có chút kích động, nhân tộc bao nhiêu năm không có từng sinh ra đại địa kỵ sĩ. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, đại địa chi tâm cùng đại địa bảo thạch, ta mỗi cái để lại 2 khối. Ta có người bằng hữu là thánh kỵ sĩ, ta muốn tại hắn chuyển chức lúc, cho hắn dùng. Bạch Ý Viễn vỗ ngực một cái, không thành vấn đề, chờ người bằng hữu muốn chuyển chức lúc, tới Hạ Kinh thành phố. Ta giúp hắn chuyển chức, cam đoan đem chức nghiệp thăng hoa xác suất để thăng tới tối cao. Cảm ơn lão sư. Mạnh An Văn đem đại địa chi tâm cùng đại địa bảo thạch đều thu vào. Lâm tiểu tử, ngươi lần này là nhân tộc lập công lớn, quay đầu phải thật tốt ngợi khen ngươi một phen. Lâm Mặc Ngữ liền vội vàng nói, đây là ta nên làm. Về sau nữa, liệt diễm ma vương muốn giết ta, xuất động thâm uyên huyễn ma. Bất quá hắn chưa thành công. Tiếp lấy Mạc Vận tìm được rồi ma long điện, ta liền đi trả ma long điện. Lâm Mặc Ngữ nói đến nơi đây coi như là kể xong. Lâm Mặc Ngữ ẩn tàng rồi hạch tâm khu vực trải qua. Càng không có nói viễn cổ địa long bản thể sự tình. Trực giác nói cho hắn biết, việc này không cần phải nói. Hơn nữa mình bị viễn cổ loan điều đuổi giết thảm như vậy, Lâm Mặc Ngữ cũng cảm giác có chút mất mặt. Hiện tại hắn rất có thể lĩnh hội Bạch Ý Viễn. Mạc Tinh Hải thấp giọng hỏi, ta nhớ được, ma long điện phó bản, tranh đoạt vẫn rất lợi hại. Bạch Ý Viễn nói rằng, là rất lợi hại, chúng ta năm đó thời điểm, cũng là đại chiến một trận mới, chỉ có sát tiến đi. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, ta chạy đến thời điểm. Tam tộc đang ở đại chiến, sau lại ta liền vọt vào. Ta đi vào thời điểm, rất nhiều nhân tộc đội chuyên nghiệp cũng đi theo vào. Sau lại bọn họ liền không đánh,
phó bản bên ngoài một cái 80 người đều không có, tất cả đều vào phó bản đi soát long tinh. Bạch Ý Viễn không nghĩ tới còn có thể xảy ra chuyện như vậy, bất quá vừa nghĩ liền hiểu. Tam tộc cân bằng bởi vì Lâm Mặc Ngữ đến mà bị phá hư, kết quả đưa tới mọi người đều vào phó bản. Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi lão sư, ta giết Hắc Ma Long, thu được một tấm Long Vương bằng chứng, có thể tiến nhập hạ tầng không gian Long Vương điện phó bản. Bạch Ý Viễn lần nữa giật mình, Long Vương bằng chứng A, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Không trải qua đến người ít càng thêm ít, Long Vương điện phó bản liền tại hạ tầng không gian, cụ thể ngươi đi thì sẽ biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Mạnh An Văn không khách khí chút nào đâm thủng Bạch Ý Viễn lời nói, cái gì không nói nhiều, cái gia hỏa này căn bản chưa tiến vào quá Long Vương điện. Bạch Ý Viễn lạnh lùng nói, lão Mạnh, như ngươi vậy liền không dễ chơi. Mạnh An Văn cười ha ha, không chút khách khí, ngươi có bản lãnh đánh ta a. Lâm Mặc Ngữ nhìn lấy cái này đối với lão hữu, cười lấy ra 200 khối long tinh. Lão sư, nơi này là còn lại long tinh. Nhiều như vậy. Bạch Ý Viễn cùng Mạc Tinh Hải đều phủi đất một cái đứng lên. Nhìn lấy đầy bàn xếp thành núi nhỏ long tinh, hai người đều mục trừng khẩu ngốc. Bạch Ý Viễn thấp giọng nói, ngươi đây là trả vài chuyến ma long điện a, không sẽ là chết ma long xào huyệt a. Nghĩ đến Lâm Mặc Ngữ đã từng vì sa mạc trái cây, ngày qua ngày, lần lượt soát bạo quân phó bản ngoan kính. Chỉ cần cho hắn thời gian, Bạch Ý Viễn tin tưởng hắn tuyệt đối làm được. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, đại bộ phận là từ những thứ kia thâm uyên ác ma cùng long tộc trên người có được. Lâm Mặc Ngữ lại đem chính mình như thế nào ngăn cửa chuyện nói một lần. Lúc này mấy người mới chỉ có chú ý tới, Lâm Mặc Ngữ trên vai, gia phủ phát che giấu quân sĩ huy chương. Kim sắc huy chương, chương 293. Người trước ly khai, nếu muốn lẳng lặng. Kim sắc quân sĩ huy chương. Thượng tá, hơn nữa còn là nhất tinh thượng tá. 0 vạn quân công, trở thành thượng tá. 100 vạn quân công trở thành một tinh thượng giáo. Về sau mỗi 100 vạn quân công tăng thêm nhất tinh. Lâm Mặc Ngữ mới chỉ có cấp 35, đã trở thành nhất tinh thượng tá. Có thể tưởng tượng, chết ở trong tay hắn ác ma cùng long tộc, số lượng nên có bao nhiêu. Mạc Tinh Hải than thở, ngoan ngoãn. Cấp 35 nhất tinh thượng tá, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá. Bạch Ý Viễn lắc đầu, không có, đừng nói cấp 35, coi như là cấp 45 thượng tá, ta cũng chưa từng thấy. Muốn trở thành nhất tinh thượng tá cũng không dễ dàng, đó là thật giết ra tới. Hầu như mỗi cái có tinh cấp thượng tá, đều có thể coi là ác ma sát thủ. Ở trong quân đội, nhất tinh thượng tá địa vị có thể không phải thấp. Không nói khác, Lâm Mặc Ngữ một ngày quyết định gia nhập vào quân đội, chí ít thuộc hạ có thể biên mấy nghìn người. Quân đội không nhìn đẳng cấp, chỉ nhìn quân hàm. Lâm Mặc Ngữ cố ý trên cơ bản kể xong, nên nói đều nói, không nên nói, Lâm Mặc Ngữ một chữ không có nói. Mạc Tinh Dong biển lấy cảm thán ly khai, trở về Anh Linh Điện, tiếp tục quan sát đến Mạc Vận linh hồn ấn ký. Một ngày Mạc Vận có nguy hiểm, đi qua linh hồn ấn ký, Mạc Tinh Hải còn có thể suy nghĩ chút biện pháp. Dù gì, cũng có thể trước tiên phục sinh Mạc Vận. Bạch Ý Viễn nhẹ nhàng gõ bàn trà, phía trên Long Tinh đã một lần nữa thu hồi lại. Long tinh cùng đại địa chi tâm bất đồng. Đại địa kỵ sĩ chuyện liên quan đến cả nhân tộc, sở dĩ Mạnh An Văn mới có thể không khách khí lấy đi. Long tinh lại là Lâm Mặc Ngữ tư nhân đồ đạc, bọn họ sẽ không cần. Bạch Ý Viễn nhìn lấy Lâm Mặc Ngữ, lộ ra lão hồ ly một dạng nụ cười, hiện tại liền thừa lại 3 người chúng ta, còn có lời gì, nói thẳng đi. Bạch Ý Viễn người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên nghe ra, Lâm Mặc Ngữ có mấy lời chưa nói toàn bộ. Lâm Mặc Ngữ đầu tiên là đem Bạch Ý Viễn cho đồ đạc đều lấy ra. Bạch Ý Viễn chỉ lấy đi cao cấp làm lạnh bùa hộ mệnh, đồ còn dư lại đều cho Lâm Mặc Ngữ. Tiếp lấy Lâm Mặc Ngữ lại lấy ra co đầu rút cổ chi khiên. Lão sư, người xem dưới item này. Nhất kiện bạch kim trang bị mà thôi. Bạch Ý Viễn tùy ý ném cái thăm trắc thuật qua đây, nói còn chưa dứt lời, thần tình nhất thời biến đến nghiêm túc. Bạch Ý Viễn hai mắt như điện nhìn chằm chằm Lâm Mặc Ngữ, ngươi vào hạch tâm khu vực. Lâm Mặc Ngữ gật đầu, chỉ đi vào một điểm, hạch tâm khu vực bên trong quái quá mạnh mẽ, không có thể thâm nhập. Bạch Ý Viễn thở phào nhẹ nhõm, còn tốt ngươi không có thâm nhập, bằng không nhất định phải chết. Hạch tâm khu vực bên trong có chút lạ cũng không phải là dễ trêu, huống chi ngươi mới, chỉ có một cái người. Bất quá bề mặt này cái khiên thật là không sai, cũng coi là đứng đầu bạch kim cái khiên. Đáng tiếc cũng chỉ là bạch kim, nếu như truyền thuyết liền hoàn mỹ. Lâm Mặc Ngữ hỏi, truyền thuyết cấp trang bị thật có mạnh như vậy sao? Bạch Ý Viễn gật đầu, rất mạnh, cùng bạch kim cấp không phải cùng là một cái khái niệm. Bất quá bề mặt này cái khiên đã không sai, trừ bỏ truyền thuyết cấp cái này cái khiên chắc là số 1 số 2, còn như bên ngoài giá trị đâu, rất khó tính ra, cũng không thấp hơn 500 ức, nếu như đụng tới có nhu cầu người, có thể đạt được 1.000 ức. Mạnh An Văn mở miệng nói, cũng không nhất định phải bán lấy tiền, nếu như thời cơ thích hợp, có thể đổi không ít thứ tốt. Thu A, đây cũng là thu hoạch của ngươi một trong.
Lâm Mặc Ngữ thu hồi co đầu rút cổ chi khiên, lại lấy ra một đống long tộc trang bị. Lão sư, những thứ này trải qua tộc trang bị hữu dụng không? Bạch Ý Viễn sửng sốt một chút, cái gia hỏa này làm sao liền loại sự tình này cũng làm. Đối với lần này, hắn chỉ có thể nói một câu, làm tốt lắm. Bạch Ý Viễn nói rằng, long tộc trang bị, có bộ phận cùng chúng ta thông dụng, có bộ phận không thể dùng. Phân chia đứng lên có hơi phiền toái, kỳ thực ngươi có thể bán cho thợ rèn, bọn họ biết nguyện ý cầm về một lần nữa dung luyện, biến phế thành bảo. Lâm Mặc Ngữ minh bạch rồi, cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Lâm Mặc Ngữ vấn đề còn không có hỏi xong, ta đang sử dụng long tinh thời điểm, có thể cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ, do đó có thể đoán được đại khái cần bao nhiêu long tinh, tài năng mới có thể hoàn thành thiên phú giác tỉnh. Mạnh An Văn đáp, đây là bởi vì tinh thần của ngươi đột phá 2 vạn, cho nên mới có thể cảm ứng được. Tinh thần càng cao, cảm ứng càng phát ra nhạy cảm. Nguyên lai là có chuyện như vậy, là mình hiếm thấy trách lầm. Bạch Ý Viễn nhấp một ngụm trà, ngươi vào thần tuyển bí cảnh, chiếm được thần tính chi lực, sau đó lên tới bao nhiêu cấp. Mỗi lần thần tuyển bí cảnh phương thức khảo hạch cũng không tương đồng, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng lấy được thần tính lực đẳng cấp đều là tương đối. Mạnh An Văn nhẹ nhàng chậm gì gì mở miệng, không cần hỏi, khẳng định so với người mạnh mẽ. Bạch Ý Viễn kêu lên, trò giỏi hơn thầy không phải rất bình thường nha, đương nhiên còn mạnh hơn ta. Bạch Ý Viễn năm đó ở thần tuyển trong bí cảnh, đem thần tính chi lực lên tới 5 cấp, đánh ngang tay toàn bộ nhân tộc kỷ lục cao nhất. Chuyện là một lúc giai thoại, vô số người đều lấy Bạch Ý Viễn vì mục tiêu, Mạc Vận cũng là như vậy. Vừa rồi có Mạc Tinh Hải ở đây, sở dĩ Lâm Mặc Ngữ tận lực không có nói. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, 30 cấp. Mới chỉ có 3 cấp A, Bạch Ý Viễn hơi lộ ra thất vọng, sau đó cả người mãnh địa nhảy dựng lên kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lại nói, Lâm Mặc Ngữ nói rằng, 30 cấp. Không chăm Bạch Ý Viễn vẻ mặt khiếp sợ, dáng dấp thất thố, chén trà trong tay sớm đã bị hắn không biết ném đi nơi nào. Hắn kém chút liền bàn trà đều cho lật tung. Mạnh An Văn cười ha ha, cười Bạch Ý Viễn cái kia thất thố dáng dấp. Bạch Ý Viễn khiếp sợ hơn nói rằng, điều này sao có thể? Lâm Mặc Ngữ cẩn thận từng ly từng tí nói, kỳ thực hiện tại nó đã cấp 35. Lâm Mặc Ngữ xem Bạch Ý Viễn bộ dạng, có chút không dám nói. Cấp 35, Bạch Ý Viễn nghĩ tới Lâm Mặc Ngữ chức nghiệp đặc tính. Chỉ cần có thể đạt được cùng hắn tự thân đẳng cấp tương đương kỹ năng, đều có thể theo đẳng cấp để thăng, cùng nhau thăng cấp. Không nghĩ tới, thần tính chi lực như vậy đặc thù, dĩ nhiên cũng có thể. Nghĩ tới đây, Bạch Ý Viễn chỉ có thể nói một câu, biến thái. Hắn tức hy vọng Lâm Mặc Ngữ có thể siêu việt chính mình, nhưng lại bị đả kích, có chút ý hưng lan san phất phất tay. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta muốn lẳng lặng. Lâm Mặc Ngữ ngoan ngoãn nghe lời ly khai Bạch Thần Tiểu Viện. Ở Lâm Mặc Ngữ đi rồi, Bạch Thần Tiểu Viện lần nữa truyền ra Mạnh An Văn nhìn có chút hả hê cười. Làm sao rồi, chịu đả kích a? Mạnh An Văn thập phần vui vẻ, chứng kiến Bạch Ý Viễn kinh ngạc là hắn vui vẻ nhất sự tình. Bạch Ý Viễn cường ngạnh nói rằng, tất cả nói trò giỏi hơn thầy, đệ tử mạnh hơn lão sư, ta cái này cái làm lão sư vui vẻ cũng không kịp. Nhưng là biểu tình của ngươi không phải nói như vậy. Cái kia chỉ là có chút khiếp sợ ngươi hiểu không phải. Ngươi cái này tử mộc đầu, cũng sẽ không biết cái gì gọi khiếp sợ. Ta xem không phải khiếp sợ, mà là kinh hách a. Khiếp sợ cũng tốt, kinh hách cũng được. Ngược lại Lâm tiểu tử càng mạnh, ta càng cao hứng. Câu này là lời nói thật, Bạch Ý Viễn nói xong chân tâm thật ý. Bạch Ý Viễn thấp giọng nói, bất quá Lâm tiểu tử thực lực mạnh như vậy, huấn luyện kế tiếp không dễ làm nữa à? Mạnh An Văn cười ha ha, cái này đơn giản, đem người trước đây đi qua đường, làm cho hắn lại đi một lần. Xem hắn có thể đi hay không được xa hơn. Bạch Ý Viễn hơi kinh hãi, ngươi là nói làm cho hắn. Không chăm Lâm Mặc Ngữ về tới học phủ, cũng không trở về ký túc xá nghỉ ngơi, thậm chí không có ở học phủ bên trong lưu lại. Trực tiếp đi qua truyền tống trận, đi trước Nhất Hào pháo đài. Hắn muốn mượn dùng Nhất Hào trong pháo đài quân đội kỹ năng sân huấn luyện. Thu được kịch độc tinh hoàn cũng có một đoạn thời gian, tuy là vừa ở không liền tu luyện, nhưng đến hiện tại như trước chỉ có cấp 10. Hắn tất cả kỹ năng bên trong, hiện nay chỉ có kịch độc tinh hoàn cùng thi thể bạo liệt không có tu luyện ra. Căn cứ chức nghiệp đặc tính, tự thân đẳng cấp càng cao, kỹ năng tu luyện lại càng trắc trở. Cho nên phải sớm làm luyện. Còn như uể oải, từ đạt được thần tính chi lực phía sau, mệt nhọc tốc độ khôi phục đại biên độ tăng thêm. Chỉ cần không phải luân phiên đại chiến, Lâm Mặc Ngữ thậm chí cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Cấp 35 thần tính chi lực, mệt nhọc tốc độ khôi phục cao tới 35 lần. Minh tưởng mấy phút hoặc là ngủ lấy mấy phút thì tương đương với trước kia mấy giờ. Lâm Mặc Ngữ cảm giác mình đã thành động cơ vĩnh cửu một dạng tồn tại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thủy chung có thể vẫn duy trì tinh thần phấn chấn. Lâm Mặc Ngữ đến lập tức đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Nhất tinh thượng tá quân hàm thập phần đáng chú ý. Thần tướng hy hữu, thượng tá cũng không nhiều.
có thể đạt được thượng tá, không một không phải chân chính chiến sĩ, đáng giá mọi người tôn kính. Thế nhưng Lâm Mặc Ngữ đẳng cấp, vẻn vẹn cấp 35, khiến người ta thật không dám tin tưởng. Ở Nhất Hào trong pháo đài binh lính tuần tra, ở nhìn thấy Lâm Mặc Ngữ thời điểm trực tiếp được rồi chào theo nghi thức quân đội, trong ánh mắt lóe ra cuồng nhiệt. Cho dù bọn họ đẳng cấp cao hơn Lâm Mặc Ngữ, nhưng ở nơi đây, chỉ nhận quân hàm, không tiếp thu đẳng cấp. Lâm Mặc Ngữ cũng đối với nó nhóm trở về lấy chào theo nghi thức quân đội, mỗi một vị thần hạ quân nhân, đều đáng giá tôn kính. Đi tới quân đội kỹ năng sân huấn luyện, tốn hết một ít quân công, trở thành thượng tá sau đó, sở hữu phương tiện sử dụng phí dụng giảm phân nửa. Đối với Lâm Mặc Ngữ mà nói, mấy trăm mấy ngàn quân công, đã tốn không có cảm giác. Hắn giết quá nhanh, mỗi lần đều là lấy vạn tính toán. Tiến nhập quân đội kỹ năng sân huấn luyện, tinh thần lực nhất thời biến đến sinh động lên. Tốc độ khôi phục đại biên độ tăng thêm. Lại tăng thêm Lâm Mặc Ngữ hiện tại cao tới 135 lần tự nhiên tốc độ khôi phục. Cho dù bất minh nghĩ, tinh thần tốc độ khôi phục cũng so trước đó minh tưởng lúc còn nhanh. Lâm Mặc Ngữ bắt đầu thi triển kỹ năng. Kịch độc tinh hoàn trong sân huấn luyện từng đợt sóng nổ tung. Tinh thần đang tiêu hao đồng thời, lại đang cấp tốc khôi phục. Lâm Mặc Ngữ nhất khắc không ngừng thả ra kỹ năng, nhưng tinh thần tiêu hao tốc độ như trước phi thường thong thả 10. Kỹ năng đẳng cấp cũng ở cấp tốc đề thăng. Vẻn vẹn tiêu hao không đến 1/10 tinh thần, kịch độc tinh hoàn cũng đã lên tới cấp 11. Làm tinh thần hoàn toàn hao hết lúc, kịch độc tinh hoàn đã lên tới cấp 17. Tiếp lấy Lâm Mặc Ngữ bắt đầu minh tưởng, vẻn vẹn 10 phút thời gian, hoàn toàn khôi phục. Thật là thoải mái. Lâm Mặc Ngữ mang theo sắc mặt vui mừng, khẽ quát một tiếng. Hôm nay tu luyện hiệu quả, so với sa mạc trái cây còn tốt hơn. Lâm Mặc Ngữ thậm chí không có ăn tiếp xúc long thần thịt, bằng không liền minh tưởng đều có thể tiết kiệm. Hiện tại hiệu suất đã đầy đủ cao, cũng liền kém 10 phút mà thôi. Lại ăn thêm tiếp xúc long thần thịt cũng sẽ không để thăng bao nhiêu, quá mức lãng phí, không cần thiết. Chương 294, cảm ơn hai chữ quá nhẹ, quân lệnh như núi. Hơn nửa ngày phía sau, Lâm Mặc Ngữ ly khai quân đội sân huấn luyện. Kịch độc tinh hoàn rốt cuộc được như nguyện tu luyện đến cấp 35. Cùng tự thân đẳng cấp ngang hàng, về sau chỉ cần người khác vật thăng cấp, kịch độc tinh hoàn cũng sẽ tùy theo cùng nhau thăng cấp. Kịch độc tinh hoàn cấp 35, ở 35m trong phạm vi hình thành độc tố thương tổn, mỗi giây tạo thành tương đương với 350 điểm lực lượng thương tổn, thời gian kéo dài 35 giây. Trải qua tăng phúc, kịch độc tinh hoàn phạm vi đã cao tới 1400m, thời gian kéo dài cũng cao tới 1400 giây, ước chừng hơn 20 phút. Ở nơi này hơn 20 phút bên trong, mỗi giây có thể tạo thành tương đương với 14.000 điểm lực lượng thương tổn. Tương đương với có một cái 14.000 điểm lực lượng chiến sĩ, mỗi một giây chém ngươi nhất đao. Ước chừng chặt lên 1400 giây, ngươi vẫn không thể phòng ngự. Kịch độc tinh hoàn, mới nhìn đi lên cũng là như vậy. Nhưng tỉ mỉ một nhấm nuốt, tương mộ làm ác tâm. Trong nhân tộc biết dùng độc hệ kỹ năng rất ít, cũng không có cái nào chuyên tấn công độc hệ chức nghiệp. Độc hệ kỹ năng nhiều nhất chính là quái vật boss trên người, liền thâm uyên ác ma bên trong lại dùng cũng không nhiều. Lâm Mặc Ngữ kỹ năng này, thuộc về cực kỳ hy hữu tồn tại, so với truyền thuyết cấp chức nghiệp giả còn muốn hy hữu. Ở quân đội sân huấn luyện tu luyện kỹ năng thời điểm, Lâm Mặc Ngữ thuận tiện cũng đem tổn thất khô lâu cho bổ sung hoàn chỉnh. 5 nhánh vong linh quân đoàn đầy biên, 3.000 danh khô lâu chiến sĩ, 225 không danh khô lâu pháp sư, triệu hoán trong không gian, 200 danh khô lâu chiến sĩ, 150 danh khô lâu pháp sư, tổng cộng 560 không danh khô lâu, 15 danh vu yêu tướng quân, đi qua triệu hoán sinh mệnh liên tiếp thiên phú. Hoàn toàn thực hiện thương tổn cộng đồng thừa nhận, đồng sinh cộng tử. Lâm Mặc Ngữ cảm thụ cùng với chính mình vong linh quân đoàn, hết sức hài lòng. Lâm huynh đệ, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. 093 Lâm Mặc Ngữ quay đầu nhìn lại, lộ ra một chút mỉm cười. Thạch đại ca tốt, Thạch Hưng An cùng Lương Nguyệt cùng đi qua đây. Lâm Mặc Ngữ chứng kiến hai người tay nắm, không khỏi cười nói, chúc mừng a. Lương Nguyệt vị đại tỷ này khó có được sắc mặt trở nên hồng. Hai người sớm đã có phương diện kia ý tứ, chỉ là vẫn không có đâm tầng này cửa sổ, lần này xem như là thực sự thành. Lương Nguyệt hỏi, y y đâu? Lâm Mặc Ngữ nói rằng, nàng bị gia tộc an bài đi đặc huấn, ta cũng có 2 tháng chưa thấy nàng. Thạch Hưng An nói rằng, Lâm huynh đệ, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy, ta làm sao đều liên lạc không được ngươi. Bị lão sư đi an bài chuyến tuyên cổ chiến trường, vừa lúc, ta có đồ đạc cho ngươi. Thạch Hưng An lúc này đã đến cấp 34, tuy là khoảng cách cấp 42 lần chuyển chức còn kém không ít. Thế nhưng Lâm Mặc Ngữ vẫn là có ý định đem đồ vật trước thời gian cho hắn. Coi như là chúc mừng hắn cùng với Lương Nguyệt lễ vật. Lâm Mặc Ngữ mang theo bọn họ đi tới quân đội trong nơi, tìm một địa phương không người. Thạch Hưng An có chút kỳ quái, làm gì để ý như vậy? Lương Nguyệt tương đối cẩn thận tỉ mỉ, vỗ nhẹ nhẹ Thạch Hưng An một cái, ngươi cái này đầu gỗ an tĩnh một chút,
Lâm huynh đệ để ý như vậy khẳng định có đạo lý. Thạch Hưng An ồ một tiếng, không thèm nói nhắc lại. Lâm Mặc Ngữ đem đại địa chi tâm, cùng đại địa bảo thạch lấy ra giao cho Thạch Hưng An. Chứng kiến cái này hai kiện vật phẩm, Thạch Hưng An hô hấp nhất thời biến đến dồn dập. Trong mắt lóe ra không dám tin tưởng, cả người đều bởi vì kích động mà run rẩy. Lâm huynh đệ, thứ này cho ta. Thạch Hưng An thanh âm có chút run. Với hắn mà nói, thứ này quả thực liền là bảo vật vô giá. Hai lần chuyển chức lúc chức nghiệp thăng hoa, đó là lý tưởng của hắn. Thánh kỵ sĩ một ngày phát sinh chức nghiệp thăng hoa, thì sẽ một nhảy trở thành thánh quang kỵ sĩ, truyền thuyết cấp chức nghiệp. Nhưng là cực hạn cũng chính là thánh quang kỵ sĩ. Loại này từ chức nghiệp thăng hoa mà đến truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, không có khả năng tiếp tục để thăng tới trung đẳng truyền thuyết cấp chức nghiệp, thậm chí cao đẳng truyền thuyết cấp chức nghiệp, cùng tự nhiên thức tỉnh truyền thuyết cấp chức nghiệp vẫn là không quá giống nhau. Trên thuộc tính cũng có thiên nhiên chênh lệch. Lúc đó Thạch Hưng An ước ao thánh quang kỵ sĩ Chu Nhạc Thánh. Nhưng hắn cũng biết, cuối cùng cả đời phòng trừng cũng đuổi không kịp Chu Nhạc Thánh, nhiều lắm chỉ là đến gần vô hạn. Nhưng Lâm Mặc Ngữ hiện tại đem đi thông kỵ sĩ Trần nhà con đường bày ở trước mặt mình. Thạch Hưng An làm sao có khả năng không phải kích động. Đây chính là đại địa kỵ sĩ A, chân chính chức nghiệp ẩn. Kỵ sĩ Trần nhà, chân chính đỉnh phong, sánh vai chờ các loại truyền thuyết cấp chức nghiệp lợi hại hơn tồn tại. Ở nhân tộc trong lịch sử, từng vị đại địa kỵ sĩ, đột nhiên xuất hiện, sáng lập một hồi lại một tràng kỳ tích. Chỉ cần có đại địa kỵ sĩ ở trên chiến trường, nhân tộc vô địch. Cái này tín niệm đã triệt triệt để thấm vào mỗi một vị chức nghiệp giả, trong tư tưởng, trong tiềm thức. Lương Nguyệt cũng cực kỳ kích động, không thua kém một chút nào Thạch Hưng An. Nhưng nàng phản ứng nhanh hơn, ngốc tử, nhanh thu, đừng làm cho người nhìn thấy. Đại địa chi tâm, đại địa bảo thạch, không có chỗ nào mà không phải là cực đỉnh bảo bối. Huống chi hợp lại cùng nhau, vậy càng là giá trị nối liền. Thạch Hưng An vội vã thu hồi, luôn miệng nói, Lâm huynh đệ, lớn như thế ân, ta không biết nên nói cái gì, cảm ơn hai chữ quá nhẹ. Lâm Mặc Ngữ nói rằng chờ ngươi sắp nhị chuyển thời điểm liên hệ ta, sư phụ của ta sẽ giúp ngươi để thăng chức nghiệp thăng hoa xác suất. Muốn trở thành đại địa kỵ sĩ, chức nghiệp thăng hoa là cơ sở. Thạch Hưng An không chút nghi ngờ Lâm Mặc Ngữ lời nói, Lâm huynh đệ, sư phụ của ngươi là Bạch Thần. Lâm Mặc Ngữ cũng không giấu giếm. Thạch Hưng An cả người run lên, Lương Nguyệt cũng che miệng hét lên kinh ngạc. Không nghĩ tới, uy danh hiển hách Bạch Thần, dĩ nhiên là Lâm Mặc Ngữ lão sư. Nghĩ đến cũng đúng, ngoại trừ Bạch Ý Viễn, còn có ai xứng đôi làm Lâm Mặc Ngữ lão sư. Thạch Hưng An vững vàng nhớ kỹ Lâm Mặc Ngữ lời nói, đến lúc đó nhất định tới phiền phức Lâm huynh đệ. Lâm Mặc Ngữ cười ha ha, được rồi. Thạch Hưng An quyết định phải nhanh thăng cấp, nhanh chóng nhị chuyển, hy vọng có thể trở thành đại địa kỵ sĩ. Ở trong ký ức của hắn, nhân tộc đã có gần trăm năm chưa từng sở hữu đại địa kỵ sĩ. Hắn nhớ trở thành trăm năm bên trong vị thứ nhất đại địa kỵ sĩ. Ánh mắt từng bước biến đến kiên định, Lương Nguyệt lôi kéo hắn tay, ta giúp ngươi. Thạch Hưng An gật đầu, cảm ơn. Kỹ năng tu luyện xong, Lâm Mặc Ngữ dự định trở về Hạ Kinh học phủ. Hiện tại hắn đẳng cấp có, cống hiến phân cũng đầy đủ. Lâm Mặc Ngữ từ đầu đến cuối không có đi chú ý qua cống hiến của mình phân. Kiểm tra phía dưới, mới chỉ có phát hiện cống hiến của mình phân đã cao tới 6.000. Những thứ này cống hiến phân đều là Thâm Uyên Ác Ma cùng Long tộc cho. Bất chi bất giác đã đến nhiều như vậy. Hắn đã hoàn toàn có tư cách gia nhập vào Sáng Thần học viện. Lần này trở về, hắn cũng có thể đi xin. Tiến nhập Sáng Thần học viện, nói không chừng tương lai còn có thể cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu. Trong tầm mắt truyền tống trận bỗng nhiên dâng lên một vệt hồng quang. Lâm Mặc Ngữ dậm chân, truyền tống trận làm sao sẽ dâng lên hồng quang. Một giây kế tiếp, hồng quang trưng lên, trong truyền tống trận hồng quang phóng lên cao. Cảnh báo đại minh, nhất hào pháo đài trong nháy mắt mở ra hộ cháo. Hồng sắc truyền tống trận, không vào không ra. Pháo đài phong bế, mở ra mô thức chiến tranh. Trong pháo đài quân nhân dồn dập xuất động. Trong pháo đài mọi người đều ngừng lại, ở trong phòng nhân cũng dồn dập chạy ra. Một giây kế tiếp, quân lệnh ầm ầm vang lên. Nhất cấp quân lệnh, sở hữu cấp 40 trở xuống cấp thấp chức nghiệp giả, chú đóng pháo đài, không được rời, chuẩn bị ứng chiến. Nhất cấp quân lệnh, sở hữu cấp 40 ở trên cấp 60 trở xuống cao đẳng chức nghiệp giả, đi qua quân đội truyền tống trận, đi trước số 6 pháo đài. Nhất cấp quân lệnh, sở hữu cấp 60 ở trên 3 chuyển trở xuống cao đẳng chức nghiệp giả, đi qua quân đội truyền tống trận, đi trước số 7 pháo đài. Nhất cấp quân lệnh, sở hữu đỉnh cấp chức nghiệp giả, đi qua quân đội truyền tống trận, đi trước số 8 pháo đài. Giống nhau quân lệnh ở mỗi cái sở trong pháo đài đồng thời quanh quẩn. Từng đạo hồng quang từ trong pháo đài phóng lên cao. Đây là quân đội truyền tống trận, chỉ có thể đi thông mỗi cái tọa bên trong pháo đài. Trong pháo đài các chức nghiệp giả dồn dập hành động, đè xuống quân lệnh đi trước tướng vị pháo đài. Quân lệnh như núi, không người nào dám vi phạm.
Một ngày khai chiến, thần hạ trong đế quốc mỗi người có thể làm binh, mỗi người có thể tham chiến. Lâm Mặc Ngữ cũng hướng phía truyền tống trận đi tới. Hắn mặc dù mới cấp 35, nhưng ở lại chỗ này, quá lãng phí chiến lực của mình. Chỉ có số 6 thậm chí số 7 pháo đài chiến trường mới thích hợp hắn. Đứng lại, cấp thấp chức nghiệp giả, mời chú đóng nhất hào pháo đài. Một vị binh sĩ phụ trách trông coi truyền tống trận sĩ binh, cản lại Lâm Mặc Ngữ mời về đi, ngươi đẳng cấp quá thấp, đi trước cao cấp chiến trường, sẽ chết. Lâm Mặc Ngữ cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra trên vai quân sĩ huy chương. Binh sĩ lúc này cho Lâm Mặc Ngữ cúi chào, trưởng quan tốt, không tiếp thu đẳng cấp, chỉ nhận quân hàm, là trên chiến trường thông dụng quy tắc. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, ta có tư cách đi vào sao? Binh sĩ lúc này làm khó. Ở quân lệnh cùng Lâm Mặc Ngữ nhất tinh thượng tá quân hàm trong lúc đó, hắn không cách nào làm ra thích hợp quyết định. Lúc này một đội nhân mã chạy tới, cầm đầu đội trưởng quát hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Binh sĩ lúc này đem tình huống nói một lần. Đội trưởng gặp được Lâm Mặc Ngữ thượng tá quân hàm, lúc này hành lễ, trưởng quan, căn cứ quy tắc, ngài có tư cách đi trước 6783 hào pháo đài bất luận cái gì một tòa. Lâm Mặc Ngữ gật đầu, ta đi số 6 pháo đài. Tuân mệnh, mời đến vào truyền tống trận. Quân nhân công tác, lôi lệ phong hành, không có bất kỳ lời nói nhảm. Lâm Mặc Ngữ lúc này tiến nhập truyền tống trận, kèm theo một trận hồng quang, đi trước số 6 pháo đài. Chương 295, lần này địch nhân có điểm thần bí a. Số 6 pháo đài bầu trời càng thêm hắc ám. Không khí ngột ngạt, có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Ở chỗ này, quân đội truyền tống trận đã toàn bộ mở ra. Đại lượng nhân viên đang nhanh chóng ra vào hành động. Đi tới số 6 pháo đài đều là 40 đến cấp 59 giữa chức nghiệp giả. Quân lệnh như núi, mọi người đều theo lệnh hành sự. Lần này quân lệnh quy cách rất cao, nhất cấp quân lệnh là từ nhất hào pháo đài bộ chỉ huy phát sinh, không ai dám không nghe. Hơn 10 tọa truyền tống trận cùng nhau vận chuyển, hiệu suất cao kinh người. Cửu tòa pháo đài, thêm đến cùng nhau, vượt lên trước 60 không tọa truyền tống trận. Mỗi phút mỗi giây đều có thể đưa đi nghênh đón đại lượng nhân mã. Lâm Mặc Ngữ xuất hiện ở trong truyền tống trận, lập tức dồn dập gọi tiếng quát. Nhanh, mau vào truyền tống trận. Trong truyền tống trận nhân mau ra đây, đừng ngẩn người tại đó, chống đỡ người khác. Người nơi này so với nhất hào pháo đài càng nhiều. Hơn nữa tất cả đều là cấp 40 trở lên cao cấp chức nghiệp giả. Giống như Lâm Mặc Ngữ thấp như vậy cấp chức nghiệp giả, tuyệt vô cận hữu. Lâm Mặc Ngữ đang thúc giục trong tiếng ly khai truyền tống trận. Nhưng lập tức đã bị người ngăn lại. Người tới lộn chỗ, trở về vừa tới số 5 pháo đài. Cao cấp chiến trường không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi sẽ chết. Một vị cao tới 50 cấp quân nhân, cản lại Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ chỉ trên vai quân sĩ huy chương, cảm ơn, ta không có việc gì. Nhìn thấy quân sĩ huy chương, quân nhân thái độ đại biến, lúc này nghiêm hành lễ, trưởng quan tốt. Hắn mới là bát tinh thiếu úy, nhìn thấy nhất tinh thượng tá, tự nhiên muốn kêu xếp. Lâm Mặc Ngữ ư một tiếng, cũng trả cái lễ, ngươi tiếp tục làm việc, ta đi đầu tường. Tuân mệnh trưởng quan. Người nọ không dám cản, quân kỷ nghiêm minh, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Số 6 trong pháo đài bầu trời càng thêm kiểm nén. Xuyên thấu qua trong suốt hộ cháo, có thể chứng kiến bầu trời đen nhánh. Cảnh vật của nơi này hiện ra đã cực nhỏ, hầu như cùng đêm tối không khác. Bình thường cả tòa pháo đài đều là dựa vào các loại đạo cụ cung cấp nguồn sáng. Nhưng là bây giờ, vòng bảo vệ chiếu sáng cả tòa pháo đài, cũng chiếu sáng phương viên 10 km đại địa. Người lui tới cảnh tượng vội vã, sắc mặt ngưng trọng. Đại chiến trước luôn là như vậy. Ở trong pháo đài trung tâm, cự đại xe ma nhãn đã đình chỉ xoay tròn. Nó đang hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, đó là địch nhân gần đến phương hướng. Số 6 pháo đài xe ma nhãn, so với nhất hào pháo đài rõ ràng càng cự đại. Nghe lão sư nói, xe ma nhãn đã nhìn phạm vi, lớn nhất có thể đạt được 1 vạn km. Cho nên mới có thể trước thời gian khởi xướng cảnh cáo, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch Ý Viễn đã từng hướng Lâm Mặc Ngữ giới thiệu qua xe ma nhãn tác dụng. Chủ yếu của nó tác dụng chính là quan sát động tĩnh của địch nhân, coi như là ẩn thân địch nhân, giống nhau chạy không khỏi mắt của nó đoán. Xem ma nhãn cũng là loài người luyện kim sư nhất cao kiệt làm nên một. Ở xem ma nhãn phía dưới trên đài chỉ huy, đứng một vị thân xuyên quân trang quân đoàn bá chủ. Quân đoàn bá chủ thuộc về truyền thuyết cấp chức nghiệp, số lượng thập phần rất thưa thớt, thế nhưng thần hạ người đế quốc miệng rất nhiều, tổng hội đản sinh ra một ít quân đoàn bá chủ. Hơn nữa quân đoàn bá chủ cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần có hơn 10 vị. Liền đầy đủ chống đỡ cả tràng chiến tranh. Giống như vừa tới số 9 pháo đài, chỉ cần 9 vị quân đoàn bá chủ như vậy đủ rồi. Lần này quân đoàn bá chủ, cũng không phải là ở nhất hào trong pháo đài gặp qua đến Nghê Hùng. Bất quá cùng dung mạo của hắn cùng Nghê Hùng có chút tương tự, đều là Nghê gia người. Nghê gia huyết mạch đặc thù, là quân đoàn bá chủ thế gia.
ngoại trừ Nghê ra, vẫn chưa từng nghe nói ai giác tỉnh quá quân đoàn bá chủ. Vị này khí tức so với Nghê Hùng càng thâm hậu hơn, đẳng cấp cũng rõ ràng càng cao. Lâm Mặc Ngữ thấy được hắn quân sĩ huy chương, tam tinh thượng tá, còn cao hơn chính mình. Lâm Mặc Ngữ ở nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía Lâm Mặc Ngữ. Hiển nhiên, hắn rất kinh ngạc Lâm Mặc Ngữ đẳng cấp. Có thể tại chứng kiến Lâm Mặc Ngữ là nhất tinh thượng tá lúc, hắn không cảm thấy hướng phía Lâm Mặc Ngữ gật đầu. Quân hàm so với đẳng cấp, càng có thể nói rõ vấn đề. Lâm Mặc Ngữ cũng gật đầu ý bảo, liền không còn quan tâm. Hai người đều là thượng tá, mặc dù đối phương là tam tinh, chính mình chỉ là nhất tinh. Có thể địa vị trên căn bản là ngồi ngang hàng. Lúc này hắn thực đã đi lên đầu tường, ánh mắt hướng phía ngoài thành nơi bóng tối nhìn lại, cùng xem ma nhãn sở đối phương hướng giống nhau như đúc. Nơi đó một mảnh đen nhánh, cực lực phóng mắt nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Có thể nếu xem ma nhãn có chút phát hiện, tất nhiên không có giả. Bằng không cũng không khả năng từ nhất hào trong pháo đài truyền ra nhất cấp quân lệnh. Không nói định nhất hào pháo đài bên kia đã giao chiến. Nghê Tuấn, ta tới. Một người tới đến quân đoàn bá chủ Nghê Tuấn bên cạnh, biết là cái nào ma vương đội ngũ sao? Người đến là nhất tinh thượng tá, có tư cách leo lên đài chỉ huy, cùng Nghê Tuấn đứng sóng vai. Người này Lâm Mặc Ngữ nhận thức, Lâm Mặc Ngữ chuyển chức lúc, chính là hắn chủ trì chuyển chức pháp trận. Trương Thiên, trận pháp đại sư lúc đó hắn là cấp 52, hiện tại thực đã lên tới cấp 53. Hai người rõ ràng nhận thức, hơn nữa quan hệ không tệ, Nghê Tuấn ánh mắt xa nhảy, chiến đấu còn phải lại sau đó, các địch nhân còn chưa tới, hiện nay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Địch nhân lần này dường như có điểm thần bí a. Bất quá không quan hệ, ta đã tiếp thủ trong thành trận pháp, người hãy yên tâm. Trương Thiên cũng trầm nói lấy. Tuy là hắn đẳng cấp không cao, nhưng bởi vì trận pháp sư tính đặc thù, làm hắn ở trên chiến trường có thể phát huy ra thực lực kinh người. Một trận chiến này, hắn rất có lòng tin. Số 6 pháo đài nhiều năm xuống tới, bố trí xong trận pháp, uy lực cực lớn. Đã đủ tả hữu chiến cuộc. Nghê Tuấn hướng ra phía ngoài nhìn một hồi, ánh mắt lại hướng về bên trong thành. Trên đầu tường, mỗi cái chức nghiệp giả cực nhanh hành động lấy. Bọn họ riêng phần mình tổ đội, riêng phần mình chỗ đứng, hành động thổ phân có thứ tự. Sau đó từng nhánh quân đội chỉnh tề chạy lên đầu tường, bắt đầu đề phòng. Ở từng nhánh đội ngũ ở ngoài, Lâm Mặc Ngữ tử nhưng một người, hơn nữa thấy được. Hắn đứng ở đầu tường, một thân khí chất cùng bên cạnh khẩn trương hoàn toàn khác biệt. Phảng phất chiến đấu sắp tới, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Lại tăng thêm cấp 35 đẳng cấp, càng là một chi siêu quần xuất chúng. Nhìn cái gì chứ? Trương Thiên theo Nghê Tuấn ánh mắt nhìn, liếc mắt nhìn thấy Lâm Mặc Ngữ. Trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc, là hắn. Nghê Tuấn kỳ quái nói, Trương Lão biết hắn. Trương Thiên nói rằng, gặp qua một lần, cái này tiểu gia hỏa chuyển chức nghi thức hay là ta chủ trì. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng công phu, đã cấp 35, tốc độ lên cấp không khỏi cũng quá nhanh một chút. Có thể cấp 35 tới nơi này làm gì? Làm không cẩn thận sẽ chết a. Duy nhất tính chức nghiệp, mới tinh chức nghiệp, con kia ở trong gió lúc nào cũng có thể sẽ tán giá tiểu khô lâu. Đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nghê Tuấn kinh hãi, người nói hắn mới, chỉ có chuyển chức mấy tháng. Năm nay mới chức nghiệp giả. Mới, chỉ có 18 tuổi a. Trương Thiên gật đầu, tuy là chỉ có mấy tháng, có thể cái này tiểu gia hỏa không giống với, hắn là năm nay toàn quốc trạng nguyên. Nghê Tuấn cười ha ha, trạng nguyên a, cái kia xác thực bất đồng. Trương Lão, ngươi nhìn một chút quân hàm. Trương Thiên nhìn qua, thấy được Lâm Mặc Ngữ kim sắc huy chương. Cũng giống như mình, nhất tinh thượng tá. Hắn nhịn không được phát sinh một tiếng quái khiếu, nhất tinh thượng tá, điều này sao có thể? Nghê Tuấn cười đến rất vui vẻ, bị giật mình a. Nói thật ta vừa rồi cũng bị sợ hết hồn. Cấp 35 nhất tinh thượng tá, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trương Thiên đã khó có thể tưởng tượng, Lâm Mặc Ngữ mấy tháng này là thế nào qua. Thăng cấp nhanh như vậy, đã để người khó hiểu. Quân hàm còn có thể lên tới nhất tinh thượng tá, Trương Thiên cảm thấy Lâm Mặc Ngữ là không phải là đi thâm uyên thế giới, ở thâm uyên thế giới bên trong soát lấy ác ma luyện cấp, nhưng lại muốn đám ác ma đứng xếp hàng đưa cho hắn giết. Bằng không làm sao có khả năng thăng nhanh như vậy. Muốn không biết hắn nhiều năm như vậy mới chỉ có lên tới nhất tinh thượng tá. Kỳ tích a. Du nửa ngày, Trương Thiên mới chỉ có, khờ đi ra một câu nói như vậy. Nghê Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ta nhớ được, ở trước đây không lâu trong đại chiến. Đã từng ra đời một vị nhân tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiếu úy. Phải là hắn. Nghê Tuấn mặc dù không có tham dự nhất hào pháo đài chiến đấu, hay là nghe nói một chút tin tức. Trương Thiên mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, thực sự rất muốn nhìn một chút, một hồi đại chiến lúc, hắn sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao. Nghê Tuấn cũng giống như thế hy vọng sẽ là một kinh hỉ lớn a. Trên tường thành đội ngũ đã chuẩn bị hoàn tất. Nghê Tuấn thấp giọng quát một tiếng, ra lệnh, mở ra quân đoàn hình thức.
mọi người gia nhập vào quân đoàn. Hắn thành tựu cái này chẳng chiến tranh quan chỉ huy, hoàn toàn xứng đáng thành quân đoàn trưởng. Trương Thiên là phó đoàn trưởng. Sau đó chính là trong quân đoàn từng nhánh đội ngũ. Quân đoàn chừng trên vạn người, luận quy mô viễn siêu Lâm Mặc Ngữ ở Nhất Hào trong pháo đài trải qua trận kia. Từng cái đội ngũ đều do 6 đến 12 người hợp thành. Còn có một bộ phận một người thành đội. Giống như Lâm Mặc Ngữ chính là như vậy, một người thành đội. Lâm Mặc Ngữ chứng kiến đang phó quân đoàn trưởng Nghê Tuấn tin tức. Quân đoàn trưởng, Nghê Tuấn, cấp 63, quân đoàn bá chủ. Phó quân đoàn trưởng, Trương Thiên, cấp 53, trận pháp đại sư. Chứng kiến Trương Thiên tên thời điểm, Lâm Mặc Ngữ không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy Trương Thiên một người, chính là Tây Hải thành phố vì mình chủ trì chuyển chức nghi thức cái kia vị. Trương Thiên hướng phía Lâm Mặc Ngữ gật đầu mỉm cười, lên tiếng chào. Nghe Tuấn thanh âm ở trong pháo đài ầm ầm vang lên, nhiếp nhân tâm phách. Quân đoàn đã thành, ta là quân đoàn trưởng, quân công thống nhất thuộc về tập, chiến hậu lại bàn về công phân phối. Quân đoàn mình thành, bọn ngươi đều vì đồng đội, kỹ năng sẽ không ngộ thương, có thể thỏa thích phát huy. Quân đoàn mình thành, nếu có người ở trong chiến đấu nào núng nuôi lại, chiến hậu nhất định xử phạt 6.